chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương một cao thủ bị trục xuất sao thuật ngữ trong game game thủ đam mê và đầu tư nhiều cho game cũng có thể từ game mà bán trang bị cầy thuê để kiếm thêm tiền thiệt ngoài đời tuyển thủ chuyên nghiệp game thủ tham gia vào các giải đấu xem đây là nghề nghiệp của mình luôn kỹ năng hỗ trợ bắp các kỹ năng giúp tăng hiệu ứng khiến bạn mạnh hơn như thêm máu tăng sát thương tăng tốc độ những nghề chuyên về mảng này thì gọi là nghề trị liệu kỹ năng xấu đi bắp các kỹ năng gây bất lợi đến bạn hoặc quái máu theo poi thanh sinh mệnh, thanh máu, mana, magic poi pháp lực để xài kỹ năng. Thanh này thường màu xanh dương nên người ta gọi là lam mà thôi chen theo thế giới là mana luôn. Thù hận, bạn đến gõ quái hoặc bước vào tầm nhìn thì quái sẽ ghi hận bạn, dựa vào điểm công kích, tổng điểm sát thương của bạn cao nhất thì quái sẽ mãi mãi một lòng vì bạn. Cũng có những kỹ năng riêng và trang bị để tăng thù hận. T tanker, dành cho những nghề máu trâu phòng thủ cao, T sẽ lên cướp thù hận của boss để boss chỉ đánh mình thằng này, tóm lại là hy sinh thân mình để anh em an tâm đánh mà cô bị boss chú ý. OT, các bạn cứ hiểu là khi tổng điểm sát thương của T không bằng thằng khác thì boss sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay T khi mà số lượng bắp vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của T, kiểu này thì rất dễ OT. Nghề chuyên công kích, DPS dealing damage per second, những nghề có sát thương cao, gây damage tranh thủ từng giây. Khi đi phó bản rất cần những nghề chuyên công kích, có thể DPS cao nhưng máu mỏng, ví dụ như Pháp Sư. Thời gian đóng băng thời gian cooldown viết tắt là thời gian CD kỹ năng cô thể dùng liên tục phải có thời gian tạm dừng chờ phục hồi lại mới có thể dùng tiếp được, đấy là thời gian đóng băng. PK, hiểu theo nghĩa trần trụi là đánh đấm giết chóc nhau, theo nghĩa hòa mỹ là chiến đấu với nhau. Phó bản, một bản đồ cách biệt khác, giống phá đảo trong Mario, gồm nhiều quái và một boss ở mỗi tầng, đánh hết quái và boss trong này là phá xong phó bản, tùy phó bản mà có giới hạn số lần được vào trong ngày hoặc thất bại sẽ có thời gian cấm vào liền phải chờ hồi phục. Thời gian phá phó bản càng ngắn sẽ đờ si xếp hạng trong bảng thành tích. Đổ xí ngầu, sau khi đánh boss ở phó bản sẽ rơi ra đồ hiếm, để tránh giành giật thì hệ thống sẽ tự động đổ xí ngầu từ 1 đến 100 điểm, người chơi có quyền đổ hoặc bỏ quyền, ai được điểm cao nhất thì giành được món đồ. Đội trưởng của tổ đội cũng có thể chỉnh đặc điểm nhóm là phân phối cho đội trưởng, tức là bỏ vụ đổ xí ngầu và tất cả đồ đều thuộc nhóm trưởng sau đó phân chia sau cạch 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 tạch tạch đôi tay linh hoạt bay lượn thao túng chuột và bàn phím âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng trong màn hình ánh sáng trói rực đối thủ bị đánh bay máu bắn tung tóe mà ngã xuống ha ha diệp thu cười cười tay lấy điều thuốc từ khóe miệng xuống cho thuốc trắng xám đã kết thành một chuỗi dài nhưng trong quá trình diệp thu khô chuột gõ phím thực hiện thao tác lại không hề rơi vãi chút nào nhanh chóng lấy điếu thuốc rồi rụi tắt trên chiếc gà tàn có hình dạng kỳ lạ tay Diệp Thu nhanh nhẹn bay về lại bàn phím, đang chuẩn bị nói gì đó với đối thủ, cửa phòng chợt cạch một tiếng rồi bị người đẩy ra. Diệp Thu không quay đầu lại, như đã sớm chờ đợi giây phút này, chỉ hỏi một câu, tới rồi. Tới rồi, Tô Mộc Tranh cũng trả lời đơn giản như thế. Vậy thì đi thôi, Diệp Thu từ chối lời mời tái chiến của đối thủ, nhẹ nhàng rút xuống một tấm thẻ từ chiếc máy chuyên dùng chơi game vinh quang, khi đứng dậy đi đến cửa, thuận tay lấy chiếc áo khoác phát trên giá áo xuống. Đêm đã khuya, Câu lạc bộ gia thế vẫn sáng đèn. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi này là một phòng họp rất rộng, mới vào cửa đã có thể nhìn thấy ngay một tấm bảng điện tử chiếm trọn vách tường, mặt trên hiển thị bảng xếp hạng chiến tích của liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang và một ít số liệu thống kê. Bảng xếp hạng chiến tích, chiến đội Gia Thế xếp thứ 19, đứng thứ hai từ dưới đếm lên. Đối với một chiến đội át chủ bài từng xưng bá ba mùa giải liên tiếp, thành tích này hết sức gai mắt mà lúc này lại được treo sáng ngời trên tường như đang vô tình cười nhạo mọi người. Nhưng không khí trong phòng không chút nặng nề, ngược lại có chút sôi nổi. Lúc này các đội viên gia thế đang xung xoe vây quanh một người, Diệp Thu bước vào phòng họp bọn họ cũng làm như không thấy, những người có thể liếc mắt qua, trong ánh mắt đều là lạnh lùng và chế giễu. Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định, chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới đội là Tôn Tường tiếp nhận, sau này nhất Diệp Chi Thu cũng sẽ do Tôn Tường điều khiển, Quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Diệp Thu bước vào, lập tức xoay đầu nói, "Không có mở đầu, không có uyển chuyển biểu đạt, người vừa bước vào đã lạnh lùng thông báo như thế, vô tình như vứt bỏ một miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng." Tô Mộc Tranh há miệng muốn nói, lại bị Diệp Thu nhẹ nhẹ kéo về, khẽ cười rồi lắc đầu với cô, thể hiện bản thân cũng không để ý. "Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến đã chiếm vị trí của anh rồi." Chỗ ngồi đầu tiên bên tay trái bàn họp là chỗ ngồi chuyên dùng cho đội trưởng chiến đội ra thế nơi vốn thuộc về Diệp Thu. Tôn tường đĩnh đạc ngồi lên rồi nói một câu như vậy, trong mắt lại không thèm liếc Diệp Thu một cái, đây đã không phải là phớt lờ nữa, mà chính là coi khinh. Ánh mắt của cậu ta, ngược lại phần lớn dành cho người vào cửa cùng lúc với Diệp Thu Tô Mộc Tranh. Nói đúng ra, Tô Mộc Tranh quả thực nhìn hút mắt hơn Diệp Thu, cô nàng chính là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong liên minh chuyên nghiệp vinh quang. Cho dù rời khỏi cái phạm vi nho nhỏ này, ném vào giới giải trí mỹ nữ như mây, cô nàng vẫn là một mỹ nữ hiếm có ngay cả những đồng đội gia thế đã nhìn thấy tô mộc tranh mỗi ngày lúc này nhìn tô mộc tranh bước vào cũng không khỏi nghi người nhưng bọn họ rất nhanh đã hoàn hồn bởi vì có nhân vật càng khiến họ cảm thấy quan trọng đáng để họ chú ý đến hơn ha ha lời này của anh tường vị trí này anh ngồi hợp lắm mọi người lấy lại tinh thần vội vàng tranh nhau cướp lời kịch không sai người nào đó đã già rồi hết thời rồi nhất diệp chi thu phải do anh tường điều khiển mới thật sự phát huy được thực lực của đấu thần chứ đây là tiêu điểm của mọi người lúc này. Tôn Tường, một tuyển thủ thiên tài mới nổi trong giải đấu chuyên nghiệp vinh quang. Vừa bước vào liên minh năm ngoái đã vững vàng lấy được giải người mới xuất sắc nhất. Số liệu cá nhân so với MPV tuyển thủ có giá trị nhất năm ấy không thua kém bao nhiêu. Vào mùa giải, Tôn Tường dẫn đầu chiến đội Việt Vân có thực lực bình thường đoạt được hạng 8 trong đấu loại vòng tròn. Có triển vọng tiến vào vòng trong thì lại giữa đường chuyển sang câu lạc bộ có thành tích nát bét như ra thế. Tất cả chỉ vì gia thế tuy có chiến tích không tốt nhưng lại sở hữu tài khoản được vinh danh đấu thần trong vinh quang, pháp sư chiến đấu nhất diệp chi thu. Người thanh niên trẻ tuổi này tiến vào liên minh chưa đầy 2 năm, đội viên của gia thế lại mặt dày xưng anh, hẳn đã nhìn ra tôn tường sẽ là vị lão đại tương lai của chiến đội gia thế. Tôn tường rất thoải mái tiếp nhận những lời nịnh nọt này, cuối cùng cũng chịu quay đầu liếc nhìn Diệp Thu một cái, trong ánh mắt chỉ toàn khinh khi. Diệp Thu, đưa thẻ tài khoản nhất Diệp Chi Thu cho tôn tường đi quản lý câu lạc bộ nói. Diệp Thu dù thoải mái thế nào, trong lòng lúc này cũng không khỏi nhói lên. Diệp Thu, nhất Diệp Chi Thu, nghe tên có thể biết tài khoản này có quan hệ với Diệp Thu, đây vốn là tài khoản hắn dùng khi mới bước vào thế giới vinh quang, tài khoản này đã làm bạn cùng Diệp Thu đằng đẵng 10 năm, người mới khi đó đã trở thành đại cao thủ được vinh danh Bách Khoa Toàn Thư, Pháp Sư Chiến đấu nho nhỏ thuở ban đầu cũng đã trở thành đấu thần uy danh lan xa trong vinh quang. Nhưng 7 năm trước bước vào giới chuyên nghiệp, sau khi ký kết hợp đồng cùng câu lạc bộ, quyền sở hữu nhất Diệp Chi Thu đã chuyển sang câu lạc bộ. Diệp Thu sớm biết một ngày sẽ phải chia tay nó, mà ngày đó cuối cùng đã đến. Ngón tay Diệp Thu có chút run rẩy. Đối với một cao thủ chuyên nghiệp mà nói, hai tay ổn định là điều phải làm, nhưng hiện tại Diệp Thu, một cao thủ nổi tiếng nhiều năm với tâm lý vững đến không thể vững hơn, lại run rẩy. Tô Mộc Tranh quay đầu đi, cô không muốn nhìn cảnh này, nhưng chỉ đành bất lực. Dưới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của mọi người, chiếc thẻ tài khoản màu xám bạc nhất Diệp Chi Thu được đưa tới trước mặt Tôn Tường. Tôn Tường trong mắt thoáng hiện vẻ phấn khích và tham lam, cậu ta bằng lòng chuyển đến câu lạc bộ đã xa suốt gần 2 năm nay như ra thế, chính là vì ở đây có tài khoản đứng đầu nhất Diệp Chi Thu. Người điều khiển ban đầu của nhất Diệp Chi Thu Diệp Thu, mấy năm nay thành tích không tốt, không ngừng cùng câu lạc bộ bùng nổ mâu thuẫn, Tôn Tường có lòng tin trăm phần trăm có thể chiếm được nó. Lấy được rồi, trong nháy mắt cầm được tấm thẻ tài khoản, Tôn Tường kích động hẳn, Kết quả là chợt cảm nhận được sự kháng cự truyền ra từ tấm thẻ. Tôn tường cảm giác được sự tiếc nuối của Diệp Thu, cười ngạo nghễ nói: Buông tay đi anh Diệp, xem tay anh kia, run rẩy đến như vậy, đôi tay như thế này sao có thể phát huy ra thực lực thật sự của đấu thần? Cứ để tôi, tôi sẽ khiến danh hiệu đấu thần lại vang dội khắp cả vinh quang. Còn anh, về hưu đi. Lời vừa dứt, Tôn tường nhìn thấy Diệp Thu vẫn luôn thở, ánh mắt chỉ thoáng tiếc nuối khi giao ra nhất Diệp chi thu chợt lóe lên một tia sắc bén cậu ta hoảng sợ phát hiện hai tay vốn hơi run nhẹ của diệp thu bỗng ổn định lại cậu có thích trò chơi này không diệp thu đột nhiên nhìn thẳng vào tôn tường hỏi cái gì tôn tường ngạc nhiên nếu như thích thì sẽ coi tất cả thứ này là vinh quang mà không phải là khoe khoang anh nói gì hả liên quan gì đến anh tôn tường bất chợt mất bình tĩnh trong chớp mắt không biết vì sao cậu ta cảm thấy mình thấp hơn diệp thu cả một cái đầu cậu không muốn thua khí thế đối phương cậu đến đây là để thay thế diệp thu cậu đến đây là vì đã đoạt được đấu thần nhất diệp chi thu cất kỹ nó ngay vào lúc tôn tường muốn lần nữa lấy lại khí thế diệp thu cũng đã buông tấm thẻ tài khoản ra nhàn nhạt, nhạt nói một câu xoay người chuẩn bị rời khỏi diệp thu nhưng vào lúc này quản lý đột nhiên gọi hắn diệp thu dừng bước hơi nghiêng đầu nghe thấy quản lý đứng sau hắn nói hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có tài khoản chiến đấu thích hợp nào cho cậu cậu trước hết làm bồi luyện trong đội đi bồi luyện một cao thủ từng sáng tạo nên một thời đại trong liên minh dành được tất cả vinh quang cá nhân vậy mà bây giờ lưu lạc đến mức làm bồi luyện tôn tường cảm thấy rất thích thú với việc sắp xếp này lập tức lại gần ha ha cười bảo với trình độ của anh diệp huấn luyện nhất định không có vấn đề bồi luyện đứng đầu của liên minh chuyên nghiệp vinh quang không phải anh thì không được nha ha ha chịu sự sỉ nhục này vậy mà diệp thu vẫn cười được quay người nhìn về phía quản lý bồi luyện tôi nghĩ không cần đâu hủy hợp đồng thôi hủy hợp đồng cậu muốn chủ động hủy hợp đồng vẻ mặt của quản lý trông rất đáng suy ngẫm. Đúng, tôi yêu cầu hủy hợp đồng. Đừng xúc động quá, Tô Mộc Tranh vội vàng chạy đến ngăn cản. Liên minh có quy định của liên minh, trong thời gian hợp đồng ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, bên nào chủ động đưa ra yêu cầu hủy ước đều phải trả một khoản tiền bồi thường. Diệp Thu bây giờ vẫn còn hợp đồng một năm rưỡi cùng ra thế, nếu yêu cầu hủy ước, tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng đối với Tô Mộc Tranh, cô càng sợ hãi việc Diệp Thu rời khỏi. Ông chủ còn chưa đến mà, chờ ông chủ đến lại nói tiếp. Tô Mộc Tranh hy vọng Diệp Thu có thể tỉnh táo lại. Diệp Thu sớm đã nhìn thấy sự mỉa mai trên khóe miệng quản lý, hắn cười khổ quay về phía Tô Mộc Tranh lắc đầu, "Mộc Tranh, em còn không hiểu sao? Muốn anh đi mới chính là mục đích của ông chủ. Sự tồn tại của anh đối với câu lạc bộ đã không còn bất kỳ giá trị nào, chỉ là một gánh nặng tiền lương thôi." "Không phải thế, làm sao có thể là gánh nặng, thực lực của anh tuyệt đối không thua bất cứ ai." Tô Mộc Tranh nói, "Đây không chỉ đơn giản là vấn đề thực lực." Đây là kinh doanh, mà anh từ trước đến giờ đều không có giá trị kinh doanh nào. Diệp Thu đáp, cậu có chứ, nhưng chính cậu lựa chọn vứt bỏ nó. Quản lý lúc này chợt lạnh lùng ngắt lời, không sai, đây là lựa chọn của tôi. Diệp Thu nói, liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang hiện nay phát triển rực rỡ, nhà tài trợ cũng nhiều vô cùng. Siêu sao cao thủ trong liên minh tự nhiên sẽ nhận quảng cáo, làm người đại diện phát ngôn cho nhân vật. Nhưng bản thân Diệp Thu là một tuyển thủ hàng đầu. Từ trước đến nay lại luôn từ chối quảng cáo và phát ngôn, thậm chí cả phỏng vấn, họp báo đều từ chối tham gia, hắn cứ như một dân mạng đến từ thời xa xưa, cẩn thận ẩn giấu thân phận của mình trong thế giới giả tưởng này. Đối với điều này, câu lạc bộ rất bất mãn, bọn họ nhìn thấy bên người mình mọc một ngọn núi vàng nhưng lại chẳng cách nào đào móc trên đấy một chút lợi ích nào. Cuối cùng thực lực mạnh đến ngang tàng của Diệp Thu khiến câu lạc bộ nổi lên trong liên minh, chiếm đầy vẻ vang, mới khiến bọn họ dễ dàng tha thứ như thế nhưng với thành tích khó coi của hiện tại mọi thứ đã không còn như trước liên minh thương mại hóa khiến chúng ta tồn tại được nhưng bây giờ diệp thu không thể nói được gì nữa hắn cũng không biết sự phát triển này là tốt hay xấu liên minh ngày nay ngập tràn hơi tiền điều đầu tiên mà mỗi ông chủ của các câu lạc bộ nghĩ đến là làm thế nào lợi dụng chiến đội kiếm được lợi nhuận ôm theo tình yêu với trò chơi này vì vinh dự mà không ngừng cố gắng diệp thu hoài niệm những ngày liên minh mới phát triển trong quá khứ mà hiện tại theo đuổi vinh dự, chẳng qua cũng chỉ vì mưu cầu một món lời càng lớn hơn. Tô Mộc Tranh không nói thêm gì, cô vốn đi chung một con đường với Diệp Thu, cũng đã chứng kiến mọi chuyện của vị cao thủ nổi tiếng từ rất lâu này. Trong mắt đấm lệ, cô biết, Diệp Thu thật sự muốn ra đi, ngăn hắn, cũng chỉ khiến hắn càng đau khổ hơn. Nếu đã như thế, em, không cần, Diệp Thu cười, cắt lời Tô Mộc Tranh, hắn biết cô muốn nói gì, yên tâm đi, anh còn chưa đến bước đường cùng, anh sẽ trở về. Rất tốt, không hổ Diệp Thu mà tôi quen biết, thật có chi khí, thế thì hiện tại chúng ta nói đến chuyện tiền bồi thường hợp đồng đi. Thành thật mà nói, cậu ở gia thế đã nhiều năm, vất vả kiếm được vô vàn công lao, chúng tôi cũng không tuyệt tình thế đâu. Nếu cậu đã muốn đi, tất cả hãy ngồi xuống bàn bạc tốt đã nào, hủy hợp đồng như thế nào. Nói thẳng đi, điều kiện của mấy người là gì? Diệp Thu hỏi, thật thẳng thắng, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cậu tuyên bố giải nghệ. Kinh Lý nói, giải nghệ, Điều kiện này mà mấy người bảo không tuyệt tình, Tô Mộc Tranh rất tức giận. Diệp Thu năm nay 25 tuổi, đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu điện tử như bọn họ cũng đã tính cao tuổi, ở tuổi này giải nghệ không hề kỳ quái. Nhưng Diệp Thu mới vừa tỏ rõ hắn không hề muốn buông tay, quản lý gia thế đã lập tức đưa ra điều kiện là giải nghệ, đây rõ ràng là chĩa mũi nhọn vào hắn. Tuyển thủ giải nghệ sẽ không có tư cách tham gia trận đấu chuyên nghiệp. Tuy rằng giải nghệ cũng có lúc quay trở về, nhưng liên minh chuyên nghiệp vinh quang có quy định một năm sau mới được quay về đối với tuyển thủ giải nghệ. Phòng những người hôm nay giải nghệ hôm sau đổi sang đội khác chơi. Diệp Thu vốn đã là tuyển thủ lớn tuổi, mỗi một ngày đều rất quý báu, bây giờ lại muốn hắn lãng phí một năm. Một năm sau, dù hắn có quay về lần nữa, tuổi cao, không thi đấu suốt một năm để bảo trì trạng thái, chỉ với danh tiếng năm xưa, chiến đội nào nguyện ý thu nhận hắn cũng đã là một vấn đề rất lớn phải biết rằng diệp thu còn có một chỗ thiếu hụt trí mạng hắn từ chối những hoạt động thương mại người thoạt nhìn không thể nào chấp nhận một điều kiện như vậy diệp thu lại rất sức khoát gật đầu tôi đồng ý anh điên rồi tô mộc tranh hoảng sợ mệt mỏi nhiều năm như vậy nghỉ ngơi một năm có gì không tốt diệp thu cười anh anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy tô mộc tranh trăm điều khó hiểu không gì cả diệp thu vừa quay đầu phía quản lý đã nhanh chóng đưa đến một phần giấy tờ diệp thu nhận lấy nhìn sang cười cười đối phương quả thật đã sớm chuẩn bị a à. nghĩ rồi diệp thu nhanh chóng ký lên tên mình sắp rời khỏi rồi diệp thu nhìn nơi mình đã ở suốt 7 năm này hắn không nói thêm lời tạm biệt khách khí gì nữa chỉ lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời khỏi em tiện anh tô mộc tranh là người duy nhất theo sau hắn chương 2, khu 1 trăm số 47. hư làm giá khỉ gì để hắn giải nghệ cũng vì tốt cho hắn hắn còn có thể làm gì nữa chứ phải đấy phải đấy xem ra hắn cũng biết điều không dựa vào câu lạc bộ dưỡng lão. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh vừa rời khỏi, đám người ở lại phòng họp chợt như phục hồi tinh thần, lại bắt đầu bàn tán thảo luận. Vẻ mặt của Tôn Tường vẫn không ổn, cậu không tham dự, chỉ lại gần quản lý, "Tôi không hiểu, vì sao anh ta lại chịu chấp nhận điều kiện như thế?" "Cậu ta không thể không chấp nhận." Quản lý nói, "Vì sao?" "Bởi vì cậu ta không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng." Quản lý đáp, "Không, không thể nào." Tôn Tường kinh ngạc. Diệp Thu này chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dốc sức 7 năm ở liên minh đấy, đẳng cấp còn là hàng đầu, dù hắn có từ chối tất cả các hoạt động thương mại, chỉ bằng tiền lương cũng không thể đến mức trả không nỗi tiền bồi thường. Cậu không chơi từ thuở đầu, cậu không hiểu được, liên minh thời kỳ đầu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nở mày nở mặt như hiện tại, mọi người đều sống tạm bỡ, đa số đều phải làm thêm. Hồi đó, những người bị loại bỏ đều rất thảm, phần lớn thanh xuân đều dành cho trò chơi, không có nghề thành thạo nên cuộc sống về sau đa phần rất túng quẫn. Diệp Thu là thiên tài thời ấy, dựa vào trình độ đi thẳng đến hôm nay, thế nhưng cậu ta có rất nhiều bạn bè như thế kia. Ý của ông là, tiền bạc của anh ta đều trợ giúp cho bạn bè. Tôn Tường trừng lớn mắt, đúng vậy, nếu anh ta rất cần tiền, sao lại không chịu nhận những hoạt động thương mại? Tôn Tường hỏi, tên này có nguyên nhân mà không cho người khác biết? Quản lý nói, ông có bao giờ đoán thử chưa? Tôn Tường hỏi, có lẽ liên quan đến người nhà cậu ta. Quản lý đáp, hử? Từ trước đến giờ chưa ai biết chuyện về người nhà cậu ta, cậu ta cũng không hề nhắc đến, chuyện này rất kỳ quái, thế nên tôi nghi ngờ điểm này." Quản lý nói, "Cái người này thật có nhiều bí ẩn a." À. Trong tay Tôn Tường cầm chiếc thẻ tài khoản nhất Diệp Chi Thu mà Diệp Thu đưa cho, cậu biết, nhất Diệp Chi Thu được tạo trước cả khi liên minh chuyên nghiệp được hình thành, tài khoản trò chơi của Diệp Thu được sử dụng suốt đến giờ, là một trong những tài khoản cổ nhất ở Vinh Quang. "Được rồi, không nhắc đến cậu ta nữa, hôm nay ông chủ bận nên không đến được." nhưng đặc biệt đưa tôi chai rượu mình cất kỹ nhiều năm, dành riêng để chào mừng cậu. Quản lý nói, ha ha, thế thì cảm ơn, ra thế có tôi, nên chờ mình rồi. Diệp Thu rời đi, Tô Mộc Tranh đứng ở cửa lớn câu lạc bộ, cô vẫn nhìn Diệp Thu suốt quãng đường cả khi bóng lưng hắn biến mất. Hắn không ngừng quay người vẫy tay với cô, nước mắt Tô Mộc Tranh sớm rơi đầy mặt. Không nhiều lời từ biệt, Diệp Thu tổng cộng chỉ nói tám chữ, nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về. Tô Mộc Tranh không nói chữ nào, chỉ nặng nề gật đầu cô đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời từ lâu rồi cô đã có can đảm để tự mình đối mặt rất nhiều chuyện bông tuyết bay đầy trời mùa đông năm nay thật lạnh buốt tuyết rơi khi diệp thu rời khỏi câu lạc bộ trong lòng vẫn chưa nghĩ đến bước tiếp theo sống ổn định nhiều năm bất chợt phải thay đổi hắn vẫn chưa kịp thích ứng hắn chỉ nghĩ thôi cứ đi như thế này trước đã cứ thế mà đi đi đến khi bản thân nghĩ rõ ràng mới thôi ai biết trời lại không cho hắn cơ hội này cứ phải để tuyết rơi xuống lúc này, đã thế càng lúc càng lớn. Bông tuyết nhanh chóng ướt đẫm vai hắn, đầu tóc cũng kết băng, không tránh là không được. Diệp Thu xem trái xem phải, ven đường có một tiệm nét, ánh đèn vẫn rực rỡ trong đêm, hắn vội vàng mà chạy đến. Trong tiệm nét rất ấm, Diệp Thu bước vào phủi xuống tuyết động trên người, ở trước quầy mướn một máy. Máy số 47 khu 100, cô gái ở quầy thông báo vị trí máy, tiếp đấy trả lại chứng minh cho người chơi máy, kết quả ngẩng đầu lên đã không có ai. Cô gái cũng không quá kinh ngạc, hiển nhiên với chuyện này đã gặp qua nhiều lần. Lặng lẽ cất kỹ chứng minh, người nào phát hiện không thấy sẽ tự động tìm đến. Máy số 47 khu 100, Diệp Thu men theo biển số tìm kiếm. Quy mô tiệm nét này không nhỏ, máy khá nhiều, có tới 2 tầng. Khu C, Diệp Thu nhìn thấy tấm biển treo trên trần nhà, hắn không cần phải lên lầu 2. Khi đếm tới số 47, Diệp Thu hơi ngứa người, vị trí này rõ ràng đã có một cô gái ngồi, hơn nữa còn chơi vinh quang, đang sâu lâu với người ta trên đấu trường, thao tác kịch liệt khiến chiếc đuôi gà cao cao sau đầu hơi đung đưa. Nhìn sườn mặt cô gái nọ, nhìn nhân vật bậc thầy pháo súng của cô trên màn hình, Diệp Thu hơi hoảng hốt, hắn thiếu chút cho rằng người ngồi ở đấy là Tô Mộc Tranh. Nhưng hắn rất nhanh chóng nhận ra không phải, Tô Mộc Tranh luôn dịu dàng bình tĩnh, dù đang PK kịch liệt, vẫn có thể giữ nguyên nụ cười. Lại nói, Diệp Thu đôi khi nhìn Tô Mộc Tranh khẽ cười vươn súng khiến người khác nổ thành bã, sau đấy lại lễ phép xin lỗi, không hiểu sao chợt cảm thấy ớn lạnh còn cô gái trước mặt này dáng vẻ cũng xinh đẹp trong sáng dịu dàng nhưng hành động nghiến răng nghiến lợi trà đạp bàn phím và chuột đầy hung ác và mạnh mẽ của cô nàng chỉ khiến người ta cảm thấy con nhỏ này chắc chắn có âm mưu gì đây sát khí quá kinh người nhưng thật đáng tiếc diệp thu nhìn rõ màn hình hắn nhìn ra cô gái này nhanh chóng sẽ gây gâu không ngoài dự đoán cô vừa lộ ra sơ hở đã bị đối thủ nắm bắt ngay một bộ chiêu liên kích quăng đến máu vẫn còn ít ỏi thoát cái đã cạn sạch Đệt, Diệp Thu nghe thấy cô gầm lên một tiếng, vung tay đập bàn phím, tắt luôn trò chơi. Diệp Thu do dự có nên ngồi vị trí này hay không, cô gái đã quay đầu, liếc mắt thì nhìn thấy Diệp Thu đang lưỡng lự, bực mình đứng dậy hỏi chơi máy. Diệp Thu gật đầu, ngồi đây đi, cô nói xong cũng đi mất. Diệp Thu lắc đầu trước tố chất chiến đấu thiếu bình tĩnh của người chơi bình thường, xong vẫn ngồi vào vị trí. Trần quả buồn bực, vô cùng buồn bực, vừa mới solo với người ta trong đấu trường Vinh Quang, đánh 52 ván, kết quả trả thắng nổi ván nào, cô quả thực không thể tin đây là sự thật. Tài khoản của cô cũng không kém, Trần quả sờ trục Yên Hà đang nằm trong túi mình, tài khoản này trong đám người chơi bình thường có thể nói là rất mạnh. Mà trình độ của Trần Quả cũng không tính là kém, cô chơi vinh quang cũng được 5 năm rồi. Đối thủ vừa rồi của cô, tài khoản không bằng cô, vậy mà đánh đến nỗi 52 ván cô không thắng nổi một ván. Là một đại cao thủ, Trần Quả gật gật đầu kết luận, chị chủ, chị chưa thoát game đúng không? Sao tên kia còn chơi tiếp, Trần Quả vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến một câu. Trần Quả nghiêng đầu nhìn sang, trên máy tính bên cạnh là khách quen của tiệm, đang thò đầu dòm về phía máy mình vừa ngồi. "Tiêu." Trần Quả hoảng sợ vội vàng chạy về, Vinh Quang trở nên hot, khiến thiết bị đăng nhập tài khoản Vinh Quang trở thành phụ kiện thông thường gắn liền với máy tính, ở tiệm net thì càng không thể thiếu. Do chỉ cần đút thẻ vào khi đăng nhập, nên ở nơi công cộng như tiệm net, mọi người sau khi đăng nhập xong đều cất cẩn thận. Một thẻ là một tài khoản, thẻ mất có thể báo mất giấy tờ, vì vậy kẻ trộm tài khoản đều tuyệt chủng. Nhưng ở nơi như tiệm nét, thường có người sơ suất quên thoát game hoặc chưa thoát hoàn toàn, kết quả bị kẻ đến sau thừa gió bẻ măng, trộm tiền và trang bị. Trần quả vừa mới thua suốt 52 trận nên khá nóng nảy, không chú ý, game chưa thoát mà chỉ quay về màn hình nên. Trần quả vội vã xông về phía trước, quả nhiên nhìn đến tên nó đang điều khiển tài khoản của mình, nhưng dường như không phải là trộm trang bị, mà đang chiến đấu hăng say với người ta trong đấu trường. Trần Quả còn chưa kịp đến gào rú, đã thấy trên màn hình nhảy ra hai chữ to, vinh quang. Chương 3, ca đêm, thắng rồi, Trần Quả thoáng chốc ngây người. Hai chữ vinh quang hiện lên này chính là dấu hiệu cho bên thắng trong đấu trường, cùng nghĩa với ca, o. Thế nhưng, mình đi rồi về mới bao lâu? 40 giây, 50 giây, Trần Quả giơ đồng hồ lên nhìn thử, chắc chắn chưa đến một phút. Kết quả thì sao? đối thủ đánh bại mình suốt 52 ván bị tên này làm rất vinh quang chưa đến một phút. Trần Quả thậm chí quên mất việc xông đến cướp tài khoản về, cô mong tên này có thể đánh lại một trận cho mình nhìn kỹ, rốt cuộc chỉ thấy hắn vô cùng thành thạo mà thoát trò chơi. Rối eo, tựa như không hứng thú với máy tính mà nhìn trái ngó phải. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trần Quả đang chừng mắt nhìn mình, vội vàng giải thích, vừa rồi cô không thoát game. Tôi ngồi vào thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi, giúp cô đánh thắng thôi, yên tâm. Mất bao lâu? Trần Quả hỏi, hơn 40 giây, Diệp Thu nói, Trần Quả há to miệng, đối phương lại còn tiếc núi than thở, tay đông cứng rồi, bằng không chỉ 30 giây là đủ. 30 giây, 30 giây có thể đánh bại đối thủ thắng mình 52 ván, đây là ai? Chẳng lẽ là cao thủ chuyên nghiệp của chiến đội gia thế? Trần Quả chợt nhớ ra, cô biết câu lạc bộ gia thế cách tiệm nét nhà mình không xa. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, người của gia thế cô đều có thể nhận ra a. À? trừ phi người này chính là người chưa bao giờ lộ diện, cao thủ Diệp Thu. Diệp Thu, nghĩ đến cái tên này trần quả kích động, nhưng nghĩ xem một cao thủ luôn khiêm tốn ẩn mình, bản thân nhào qua hỏi chắc chắn người ta sẽ không thừa nhận. Sau một hồi do dự, Trần Quả đột nhiên nhớ ra điều gì, chạy như bay về quầy. Khách ở máy số 47 khu 100, tên đăng ký là gì? Trần Quả hỏi em gái trực quầy. Diệp Tu, em gái đáp, Diệp Tu, Diệp Thu ư, quả nhiên, Trần Quả kích động, trong mắt cô nàng đây chính là dấu đầu lòi đuôi, người này chắc chắn là Diệp Thu, hắn mà ghi Diệp Thu lên đấy, cô ngược lại không tin. Hắc hắc hắc, nụ cười của Trần Quả được gọi là âm hiểm, cô đã chuẩn bị vơ đại thứ gì đó để tìm người ta xin chữ ký rồi. Chữ ký của Diệp Thu? Ai có? Ai cũng không có. Đang nghĩ ngợi, em gái kia lại thuận miệng chen thêm một câu, giấy chứng minh của anh ấy để quên ở đây. Chứng minh? Trần Quả nghe xong thì ngẩn người, giờ mới nhận ra bản thân phấn khích đến hồ đồ. Đăng ký ở tiệm nét cần dùng tên thật, nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân, ai có thể xài tên giả để đăng ký chứ. Chứng minh đâu, để chị xem, Trần Quả lấy chứng minh từ tay em gái nọ nhìn thử, quả nhiên viết là Diệp Tu chân chân thực thực, lập tức thất vọng một phen, vô cùng xúc động muốn sửa chữ tu kia thành chữ thu. Sau khi biết được tên kia không phải vị cao thủ khiêm tốn mà mình luôn hâm mộ, tuy vẫn hiếu kỳ thực lực của tên này nhưng hứng thú đã giảm một nửa, Trần Quả bực bội quay về khu 100 số 47, cầm chứng minh của Diệp Tu đưa sang, quên cầm chứng minh này. Ý, cảm ơn. Diệp Tu vội vàng nhận lấy. Chị là người của tiệm nét. Ừ, tôi là chủ. A, à, chị chủ, thế thì tốt quá. Tôi vừa mới thấy trên trang web của tiệm, mọi người đang tuyển nhân viên trực tiệm nét phải không? Diệp Tu hỏi. A, à, đúng vậy. Trần Quả không nghĩ tới người này đột nhiên nói một câu như thế. Cô còn đang nghĩ cứ học hỏi người này một phen đây. Đây ngược lại là một cái cớ rất được a. À. Tôi thấy điều kiện của mình rất phù hợp tôi cũng không có vấn đề gì với công việc và đãi ngộ hết thế nào suy nghĩ chút đi chị chủ diệp tu nói à vậy còn phải đấu vinh quang thắng tôi mới được trần quả nói gì có điều kiện này nữa ư diệp tu xoay người nhìn khỏi cần tìm tôi mới thêm vào trần quả nói diệp tu hơi ngớ người lập tức hiểu rõ vừa rồi bản thân đã thắng quá chuyên nghiệp chị chủ mỹ nữ này hiếu kỳ với thực lực của mình đáng tiếc là Diệp Tu cười khổ lắc đầu nói, tôi không thắng được chị. Vì sao? Trần Quả ngơ ngác, bởi vì tôi không có tài khoản có thể thắng được chị. Diệp Tu nói, tài khoản, cậu cấp mấy rồi, trang bị thế nào? Trần Quả hỏi, cấp không, không trang bị. Diệp Tu nói, không thể nào, Trần Quả khó tin, 40 giây đã đánh bại cường địch mình đánh không lại, người như vậy mà chỉ có một tài khoản mới tinh không cấp, trình độ đấy luyện thế nào được. Ơc ban đầu tặng người ta rồi, Diệp Tu chỉ có thể nói như vậy. Ồ, thế à, cậu hào phóng ghê ta Trần Quả cảm khái, người này mạnh như vậy, tài khoản nhất định cũng không yếu. Tài khoản lợi hại kia chắc chắn rất đáng giá, tùy tiện đã cho người khác, quá hào phóng. Đúng a, à, quá dữ rồi. Diệp Tu cười khổ, tài khoản mình đưa ra chính là đấu thần nhất Diệp Chi Thu, chỉ dùng hai chữ hào phóng để diễn tả thì quá keo kiệt rồi. Do chuẩn bị sang khu mới chơi sao? Trần Quả hỏi, khu mới? Diệp Tu ngạc nhiên, nhìn thoáng ngày hôm nay, chợt hiểu ngày mai là kỷ niệm hoạt động 10 năm của Vinh Quang. Từ ngày kỷ niệm tròn 2 tuổi của Vinh Quang đã bắt đầu, dạng sáng không giờ vào ngày kỷ niệm mỗi năm sẽ mở cửa khu mới. Thẻ tài khoản bản thứ 10 cũng được bán từ 3 tháng trước, những người chơi cũng không hài lòng với khu cũ, người chơi mới chuẩn bị bước vào Vinh Quang đều đã chuẩn bị xong tài khoản và mong ngóng ngày này. Khu mới mở này đã là khu thứ 10 của Vinh Quang, nhớ ngày nào nhất Diệp Chi Thu vẫn còn là tài khoản khu 1 của Vinh Quang, sau này Vinh Quang cập nhật. Hiện nay Nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ, tiếp sống chuyên nghiệp của mình tại Vinh Quang cũng nứt gánh, lại vừa khéo động phải khu mới mỗi năm một lần, trong lòng Diệp Tu sao động, chuyện cũ trong 10 năm bất chợt vụt qua trong đầu. Khu mới sao? Diệp Tu thì thào tự ngấm, tôi nhớ trước khi khu mới mở ra có thể chuyển khu phải không? Diệp Tu đột nhiên hỏi Trần Quả, ớt giống cấp 1 thì có thể. Trần Quả nói, để tôi thử xem, Diệp Tu nói xong lấy từ trong từ trong túi ra một thẻ tài khoản, nhanh chóng vào trang yêu cầu chuyển khu. Trần Quả nhìn thẻ tài khoản kia mà vô cùng kinh ngạc, đây không phải thẻ tài khoản đời đầu đấy chứ? Là đời đầu, Diệp Tu cười cười, tài khoản Vinh Quang mỗi năm một loại, thẻ tài khoản đời đầu đương nhiên cũng sẽ gần 10 năm rồi. Trần Quả ngạc nhiên nhìn Diệp Tu, cậu chơi Vinh Quang bao lâu rồi? Thẻ là vật chết, người là vật sống, có thẻ 10 năm, người chưa chắc phải. Gần 10 năm, Diệp Tu đáp lại chứng minh bản thân là người vật hợp nhất. 5 năm tuổi game của Trần Quả đã thấy rất già rồi, không ngờ cái thằng trước mắt này gấp đôi mình. 10 năm, đó là nhóm người vinh quang đầu tiên đấy, có thể chơi đến tận bây giờ mà vẫn hào hứng đi khu mới, đây là tinh thần gì đây? Lúc nói chuyện, trên trang mạng đã hiển thị chuyển khu thành công. Thành công, Diệp Tu rút thẻ tài khoản về, nắm trong tay, chớp mắt nhớ đến từng ti từng tí ký ức chứa đựng trong tấm thẻ đời đầu này. Cậu bảo muốn làm trực nét, Trần Quả bên này chợt nhắc đến việc kia, phải. Diệp Tu vội vàng từ hồi ức quay về hiện thực, cậu nhìn chúng ca nào? Trần Quả hỏi, ca đêm, Diệp Tu nói, Ây, cậu được không? Trần Quả bất ngờ, ca đêm, là mỗi ngày chuyên trị khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng, tiền lương nhiều hơn những ca khác 300 đồng, nhưng rất ít người xin làm. Dẫu sao việc biên đảo ngày đêm cũng là chuyện rất nhiều người không đồng ý được, thế nên trước mắt Trần Quả cho mọi người thay phiên nhau, nếu thật sự có người xin làm ca đêm, mọi người đều được giải thoát. Được mà được mà, tôi thích bận rộn về đêm lắm diệp tu nói trần quả tỉ mỉ đánh giá người trước mặt đầu tóc và dâu ít nhất nửa tháng không cạo mặt có hơi sưng tuy trắng nõn nhưng là loại tái nhợt như có bệnh hai mắt nhìn chăm chú vào mình mang chút huệ oải dáng vẻ này cô đã thấy nhiều mấy thằng nhóc thường thâu đêm ở tiệm nét nhà cô đều giống như vậy tên trước mặt tuổi cũng không nhỏ vậy mà cũng suy đồi như thế thật đáng xem thường xem thường thì xem thường có người nguyện ý làm cú đêm trần quả vẫn rất hoan nghênh huống chi cô càng hiếu kỳ với thực lực của người có tuổi game 10 năm này, lập tức vỗ bàn, được, vậy nhận cậu đấy. Cảm ơn chị chủ, điều kiện cậu đã nhìn rõ, cứ thế mà làm. Trần Quả nói, không thành vấn đề, vậy được rồi, đi theo tôi. Trần Quả làm việc nhanh gọn, đã nhận Diệp Tu, lập tức bắt đầu coi Diệp Tu làm công nhân để sai bảo. Bắt hắn chuyển đống bàn phím vừa đến vẫn chưa được sắp xếp hôm nay lên phòng chứa đồ ở lầu 2. Tiệm nét của Trần Quả mang tên hội quán Internet Hưng Hân, cũng được xem là một tiệm khá sang chảnh, hai tầng lầu, máy hơn ngàn cái, tầng hai ít hơn nhưng lại càng bộc lộ rõ ràng vẻ xa hoa, là khu cao cấp. Hơn nữa còn một không gian khác bên trong, gồm một phòng khách hai phòng trong, phòng chứa đồ cũng nằm trong đấy. Lúc Diệp Tu bận rộn chuyển bàn phím lên đây, đã khảo sát căn phòng này. Trên thông báo tuyên dụng có viết, bao ăn ở. Diệp Tu vừa rời khỏi câu lạc bộ, bước tiếp đi đâu còn chưa nghĩ ra, điều kiện bao ăn ở với hắn chính là sắp xếp sẵn một điểm dừng chân, vì thế mới hứng thú với công việc gác nét này. Hiện tại xem ra, phòng ngoài này chắc hẳn chính là nơi bao ở, trang trí tuy đơn giản, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, vô cùng tốt, Diệp Tu rất hài lòng, vừa nghĩ vừa chuyển những bản phím cuối cùng xếp vào. Được rồi, đây là chỗ ở của cậu, nhìn Diệp Tu làm xong, Trần Quả đứng cạnh lúc này mới chỉ vào chiếc giường thấp bé trong phòng chứa đồ nói. Hả, Diệp Tu ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nơi ở chính là căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngoài kia chứ, dù chỉ là sofa phòng khách cũng tốt nơi này diệp tu ngẩng đầu nhìn bức tường phía tây của phòng chứa đồ có một cửa sổ nhỏ rất giống như đang đối mặt với đèn đường bên ngoài đường cái mở đèn của căn phòng chứa đổ lên ánh đèn trên cửa sổ lập tức u ám cứ như chuyện ma ách hơi kém chút cậu tạm chấp nhận đi thật ra tiệm nét của tôi bây có cậu hay không cũng không sao thông báo tuyển dụng cậu xem là rất lâu trước đây rồi trần quả nói ây vậy à không sao cả không sao cả ở đây rất tốt diệp tu lập tức bày tỏ ý kiến thái độ phản đối đó khiến Trần Quả có hơi áy náy, phòng chứa đồ này thực sự không giống nơi người có thể ở. Bình thường không có việc gì làm, xuống dưới chơi máy cũng không sao, người nhà không thu tiền. Trần Quả nói, chị chủ cũng rất hào phóng nha, khổ, hơn ngàn máy tính, bớt có một bàn thôi. Trần Quả nói, lượng khách ngày thường thế nào? Diệp Tu hỏi, không tệ lắm, dù sao tôi cũng rất hài lòng. Trần Quả nói, khách cả đêm của cậu đương nhiên khá ít, đa phần là sinh viên đến từ những trường đại học gần đây chạy đến thâu đêm, cậu thật ra cũng không có gì làm, chỉ cần dòm chừng xung quanh. Rõ rồi, dù thế nào, để thích ứng với công việc mới, tối nay thâu đêm được không? Tôi cũng kiểm tra cậu, xem năng lực thức đêm của cậu thế nào. Trần Quả nói, không sao cả, năng lực tràn trề. Diệp tu giơ hai ngón cái về phía Trần Quả chứng tỏ thâu đêm chính là điểm mạnh của mình. Được rồi, đi, xuống dưới chào đón cậu bằng buổi ăn khuya. Trần Quả nói. Ồ, ăn cái gì, giờ này cũng không còn gì, quán ăn ở đường đối diện có lẽ vẫn chưa đóng, cậu đi xem thử đi, mua đại vài món về, tôi không ăn cần tây." Trần Quả vừa nói vừa lấy 200 đồng đưa cho Diệp Tu. Tuyết rơi đó, Diệp Tu nói, đường đối diện cũng không xa, có thể dính bao nhiêu tuyết chứ? "Mau đi." Trần Quả nói, Diệp Tu đành cam chịu, qua đường mua đồ ăn khuya. Đối với việc vừa mới vào làm đã liên tiếp bị sai bảo cũng không có cảm giác buồn bực. Cô gái này cùng người ta tùy tiện trò chuyện mấy câu đã không coi là người xa lạ, tính cách này khiến người ta khá thoải mái và thân thiết. Nghĩ đến đây, Diệp Tu đột nhiên nhận ra, hắn thậm chí còn chưa hỏi tên chị chủ mới của mình. chương 4, Cao Thủ Thần Bí Chị Trần, mọi người lại ăn khuya, đồ ăn khuya vừa được mua về, Trần Quả kêu gọi nhân viên ở tiệm nét đến ăn chung, mùi đồ ăn đầy tiệp, lập tức dẫn đến một trận khóc thét kháng nghị của quần chúng đang chơi máy. Khi cơm tối đã tiêu hóa hết, đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn không phải là hưởng thụ mà là một sự mê hoặc muốn mì gói thì xếp hàng a đừng lộn xộn trần quả chào mời chị trần mỗi ngày đều ăn đồ cao cấp tụi tôi thì toàn nhai mì gói quần chúng không thể chống cự được sự hấp dẫn chỉ có thể ăn mì gói của tiệm cho đỡ thèm nhìn người ta sáu món một canh mà bày ra vẻ mặt thèm muốn ghen tị chú em muốn ăn thì tự sang đối diện mua đừng hòng sai bảo người của chị trần quả nói lần sau bà chỉ có ăn nhớ nói trước một tiếng cho cái tí món được không có người bảo, tiệm nét bao nhiêu người, mang hết đến đây hả? Nói nhiều thế, muốn ăn mà lười mua cứ gọi một cú, người ta còn không chịu mang đến sao? Trần Quả nói, chị Trần có điện thoại hả? Cho em mượn với, có người tiếp lời, chị cần điện thoại làm gì? Chị chú có người để sai bảo, làm gì phải phiền người khác nữa? Trần Quả nói, lần này quần chúng lên mạng và nhân viên tiệm nét đồng thời rơi lệ đầy mặt. Diệp Tu tìm được cơ hội, thuận tiện hỏi, chị chủ họ Trần ư? Ừ, trần quả tôi thấy chứng minh thư của cậu rồi cậu nhỏ hơn tôi kêu tiếng chị tôi cũng không để ý cậu cũng không thiệt thòi gì trần quả nói cứ tùy tiện đi diệp tu cười gượng món thịt cá hôm nay rất cay a à, tiểu sở cậu ăn đi trần quả chưa ăn được bao nhiêu ăn xong một miếng thịt cá đã hít hà buông đúa đi uống nước sau khi ôm ly nước trở về đá ngay vào ghế diệp tu ăn xong chưa mau lên bận chuyện gì thế diệp tu hỏi nhanh chút nào trần quả nâng cổ tay để diệp tu nhìn đồng hồ Cách giờ mở cửa của khu 10 còn 7 phút. Chị cũng muốn đi, Diệp Tu hơi kinh ngạc, trước đấy hắn đã chơi qua tài khoản Trục Yên Hà của Trần Quả, là tài khoản thuộc khu 5, nếu như tính từ ngày mới mở đến bây giờ, hiện tại vừa tròn 5 năm. Tài khoản này so với những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ đương nhiên không thể so sánh, nhưng đối với những người chơi bình thường đã xem như rất tốt rồi, không dễ nói bỏ là bỏ. Xem náo nhiệt, Trần Quả nói, khu mới mở quả thật sẽ khá náo nhiệt, vốn là một ngày bình thường chỉ bởi vì khu mới mở cửa mà khiến tiệm nét hưng hân vào lúc này làm ăn phát đạt. Đưa mắt nhìn hầu hết đều là người của khu mới bao trọn, tất cả mọi người đều mở giao diện đăng nhập, còn chuột dừng tại khu 10 vẫn còn u ám chờ vận động sức lực. Bước vào khu mới, giành bảng cấp bậc, đoạt ngôi đầu phó bản, tranh kỷ lục qua cửa của phó bản, vân vân, quá nhiều chuyện chờ người chơi làm, khai hoang chính là chuyện kích động người chơi thế đấy. Trần Quả nhìn những vị khách này, không kiềm chế được cũng bị bầu không khí này kích thích, nhưng quay đầu lại nhìn, Diệp Tu vẫn nhàn nhã ngồi tại chỗ chọn món, hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí này, thực sự rất không có tố chất nên có của một người đi khai hoang khu mới. Này sao cậu vẫn còn ăn hả? Trần Quả trông còn sốt ruột hơn đương sự. Gấp làm gì? Sự bình tĩnh của Diệp Tu là thật, không phải giả vờ. Không thể phủ nhận vinh quang tuyên truyền rất thành công, cạnh tranh thứ hạng trong trò chơi đều giành được sự quan tâm trước nay chưa từng có của những người chơi vinh quang. Mấy thứ này chính là dựa vào thực lực chân chính, không phải do tiền bạc hoặc may mắn có thể đạt được dễ dàng. Thế nhưng, với một người đã nếm qua tất cả vinh dự nghề nghiệp cao nhất mà nói, mấy thứ này trong mắt Diệp Tu có chút bình thường, không mới lạ lắm. Cơ mà nhìn thấy vẻ mặt Trần Quả đầy sát khí, Diệp Tu vẫn nghĩ nên nể mặt xếp của mình, cuối cùng cũng buông bát cơm xuống, miễn cưỡng tìm máy tính ngồi xuống. Ngoá, cứ như chị đây ép cậu chơi vậy, người gì mà. Trần Quả đứng ở phía sau không biết làm gì ngoài trách mắng Diệp Tu mấy nhân công khác ở tiệm nét đều đứng bên cười trộm. Bọn họ phát hiện ông anh quản lý mới đến hôm nay không giống với những người khác, có thể dễ dàng làm chị chủ trần của bọn họ chịu thua, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Trần Quả ngồi xuống máy tính bên cạnh Diệp Tu, tiện tay đăng nhập trục Yên Hà. Số lượng người chơi ở 9 khu khác cũng không vì khu mới mà bị giảm xuống bao nhiêu, khu càng cũ thì càng như vậy, thực tế là vì để đầu tư vào một tài khoản trong vinh quang cũng không phải chuyện dễ dàng. Trục Yên Hà của Trần Quả mất 5 năm mới trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám người chơi bình thường, làm thế nào dễ dàng vứt bỏ được. Huống chi tất cả mọi người ở khu 10 cuối cùng cũng tiến về bản đồ Thần Chi Lĩnh Vực thôi. Thần Chi Lĩnh Vực này không phải là một bản đồ bình thường, mà chính là một thế giới khác, mức độ rộng lớn bằng với 5 khu bình thường cộng lại. Nơi đây có phó bản khó ăn hơn, trang bị mạnh mẽ hơn, thêm nhiều vật liệu chân quý và bầu không khí thoải mái hơn. Là cao thủ, sẽ gặp mặt nhau tại Thần Chi Lĩnh Vực đây mới là vùng đất nóng hổi cuối cùng mà người chơi phấn đấu. Thời gian sắp đến 0 giờ, 10 giây cuối cùng, thậm chí có người không kiềm được mà bắt đầu đếm ngược, tiếng nói ngày càng lớn, cuối cùng một tiếng không được phát ra, bảng đăng nhập khu thứ 10 đã mất đi vẻ u ám, động tác của mọi người trong tiệm nét đều đồng nhịp, tất cả đưa thẻ tài khoản vào nơi đăng nhập, con chuột chỉ vào khu 10. Trần Quả quay đầu nhìn phía Diệp Tu, kết quả xém thì hộc máu. Ai nấy đều đang đăng nhập, tên này vẫn thảnh thơi mở một trang web lên xem, đưa mắt nhìn thử vậy mà là hướng dẫn quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người mới đệt cậu đến cái này cũng không biết còn phải coi hướng dẫn nếu không phải thẻ tài khoản hàng thật giá thật kia trần quả đánh chết cũng không tin tên này có tuổi game 10 năm mấy cái thứ cho người mới thật sự đã nhiều năm không làm rồi sao còn nhớ rõ a à? diệp tu bình thản đáp lẽ nào từ trước đến giờ cậu không kéo người mới không hướng dẫn người mới nào trần quả nói về mặt này quả thật không có diệp tu nói không có lòng vì cộng đồng gì cả. Trần Quả khinh bỉ, là không có thời gian. Diệp Tu nói, người không có thời gian sẽ không chơi game, người chơi game chính là đang dư thừa thời gian. Trần Quả nói, tôi là đang bận chơi game đó. Diệp Tu còn nghiêm túc đáp, vậy cậu làm gì? Trần Quả nói, chơi game a, ô, là game thủ đó hả? Trần Quả nói, Diệp Tu cười cười, còn là loại rất cao cấp. Cao cấp, tuyển thủ chuyên nghiệp. Trần Quả ngạc nhiên, Diệp Tu tự hào gật đầu. Giải nghệ rồi. Trần Quả nói: "Sao chị biết? Vớ vẩn, tuổi của cậu kia?" Trần Quả nói, Diệp Tu cười khổ: "Chị nói mà, sao chỉ 40 giây đã giết được thằng kia, hóa ra là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy không có danh tiếng." Trần Quả nói: "Không có danh tiếng, cao thủ chuyên nghiệp nổi tiếng chị đều biết, Diệp Tu." "Chị chưa từng nghe qua, không phải không nổi thì là gì?" Trần Quả hỏi. "Ha ha, hóa ra là vậy." Diệp Tu cười: "Đừng vờ vịt nữa." Thật ra cậu không phải giải nghệ mà không có chỗ cạnh tranh nên bị đào thải chứ gì?" Trần Quả nói, Diệp Tu trầm ngâm, thật ngại, Trần Quả nhận ra những lời này hơi đụng chạm đến chỗ đau của đối phương. "Không sao." Diệp Tu thở dài, "Đừng nản chí, 25 tuổi không tính là già, luyện cho tốt, một lần nữa quay trở về." Trần Quả an ủi, "Đang có ý này." Diệp Tu cười, "Nếu có ngày đó, chỉ có việc phải nhờ cậu." Trần Quả nói, "Chuyện gì? Xin chữ ký." Trần Quả nói việc này cần gì phải đợi ngày đấy, giờ tôi ký ngay cho chị cũng được. Đừng có tưởng bở, ai muốn chữ ký của cậu, chị là nhờ cậu xin chữ ký thần tượng kia. Trần Quả nói, ý, ai, Tô Mộc Tranh, còn Diệp Thu nữa, Diệp Thu có lẽ hơi khó, tên kia rất thích chơi trò thần bí. Trần Quả nói, thế cơ à, Diệp Thu rơi lệ đầy mặt, đồng chí Diệp Thu đang nói chuyện trước mặt chị nè chị hai. Đúng vậy, anh ấy hầu như không hề lộ mặt, chị bảo cậu này, tuy trong giới chuyên nghiệp cậu không hề nổi, dù sao vẫn là người lăn lộn trong nghề, cái này cũng không biết. Trần Quả bảo, biết chứ, tôi đương nhiên biết rõ, nói chị nghe một bí mật, thật ra tôi chính là Diệp Thu. Diệp Thu nói, ồ thế à, chị cũng nói cậu nghe một bí mật, thật ra chị là Tô Mộc Tranh. Trần Quả nói, tôi thật sự là Diệp Thu. Diệp Thu khóc, chị thật sự là Tô Mộc Tranh. Trần Quả nói, tôi, được rồi không đùa với cậu nữa, tiếp tục xem hướng dẫn của cậu đi. Trần Quả phất tay, Cô cũng không phải vì sự bình thản của Diệp Tu mà nổi nóng nữa, đây là người đã từng tham gia giới chuyên nghiệp, dù đã bị đào thải cũng cần gì mình phải để tâm. Nhưng sau khi tầm mắt trở về trên màn hình máy tính, Trần Quả nhịn không được lại nói một câu, "Nhiệm vụ dành cho người mới cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi chị là được. Tôi muốn tìm tòi một chút, làm mấy nhiệm vụ thưởng điểm kỹ năng và điểm thuộc tính thôi, những nhiệm vụ chỉ thưởng điểm kinh nghiệm và trang bị, vậy thà vào phó bản càn quét còn nhanh hơn." Diệp Tu nói, "Đúng nha." Lúc này mới giống suy nghĩ của dân lão làng, nhưng cậu không cần tự mình tìm, kéo đến trang cuối hướng dẫn nhìn đi. A, à, Diệp Tu nghe xong liền chọn trang cuối nhìn, nhất thời xấu hổ một hồi. Ngẫm lại cũng phải, nhiệm vụ người mới chưa từng biến đổi trong 10 năm qua, đã bị người chơi thấu hiểu đến không thể thấu hơn. Suy nghĩ chỉ làm nhiệm vụ có giá trị như hắn, người chơi lâu năm đều sẽ chọn, sao lại không có ai viết một bài hướng dẫn tổng kết được chứ? Lúc này xuất hiện trước mắt chính là hướng dẫn mà hắn cần. Diệp Tu chuẩn bị dựa theo hướng dẫn mà làm, tức thì lệ rơi đầy mặt. Bản thân là người đàn ông được vinh danh bách khoa toàn thư của Vinh Quang. Vậy mà bây giờ phải đi coi hướng dẫn nhiệm vụ dành cho người mới, chuyện này làm sao chịu nổi. Chương 5, kỹ năng phối hợp, nhận được nhiệm vụ cũng rất khó khăn, khu mới mở người mới khá nhiều. Trong lịch sử Vinh Quang, khi khu thứ hai mới mở đã từng có tình trạng người mới chật cứng thôn tân thủ, dẫn đến người chơi không nhúc nhích nổi, người chưa vào được thì cũng chen chúc nhau trả kém người đã vào, vì vậy, những khu mới mở sau này chắc chắn sẽ tạm thời tăng thêm thôn tân thủ để phân bố cho mọi người, cuối cùng thì thảm kịch khu 2 mới không lặp lại nữa. Khu 10 lần này cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, mỗi thôn tân thủ đều chia đều lượng người chơi lũ lượt tiến vào. Trông gần tuy nhiều, nhìn xa vẫn không đến mức chật kín người. Thế nhưng đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ lại là một tình cảnh khác. Ai nấy đều muốn tìm NPC nhận nhiệm vụ, đồng loạt sông lên trước mắt dồn thành một nùi. Vinh quang cũng không có những hình ảnh người xuyên qua hai cơ thể chồng chất lên nhau, vì vậy chỉ thấy người vây quanh mỗi lúc một nhiều, bên trong ra không được, bên ngoài vào không xong, rất nhiều người chơi nhún nhún nhảy nhảy, dự định nhảy vượt qua đỉnh đầu người khác. Nhưng mới vào trò chơi nhân vật đều yếu kém không có cấp nào, năng lực nhảy đều rất kém cỏi, độ cao căn bản không đủ, đưa mắt nhìn qua khiến người ta nhịn không được nhớ đến câu hát nhún nhún nhảy nhảy, nhảy thật đáng yêu. Tình huống thế này dù cao thủ mạnh mẽ cỡ nào cũng hết cách, Trần Quả bên cạnh nhìn thấy lại rất vui, vẻ mặt chị biết ngay mà, cuối cùng liếc nhìn nhân vật của Diệp Tu, nhớ kỹ tên của hắn trước, quân Mạc Tiếu. Dưới sự hò hét không ngừng của vô số người chơi, tình trạng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, rút cuộc đã giải quyết như thế nào. Thì là nhường ra một lối đi, để người chơi nhận xong nhiệm vụ có thể đi ra, xung quanh mới có thể tiếp tục. Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu gian nan nhận hết nhiệm vụ một lần, bắt đầu hoàn thành từng cái. Thôn Tân Thủ chủ yếu là nơi khiến người chơi thích ứng dần với bối cảnh trò chơi và thao tác, nhiệm vụ đều mang tính chất hướng dẫn, Diệp Tu đương nhiên không đến mức phải bắt tay vào học phụ đạo, sau khi trải qua quãng thời gian tranh quái, xếp hàng, chen chúc do số lượng người chơi qua đông tạo thành, dãy nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng đã có thể hoàn thành. Trong suốt quá trình, Trần Quả thỉnh thoảng quan sát, bình luận một chút, cuối cùng mất khoảng 2 tiếng mới làm xong tất cả những nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp, khiến Diệp Tu nhịn không được mà bùi ngùi cao thủ có là gì giữa biển người, cao thủ chỉ là mây bay. Rốt cuộc thanh lý hết rồi, cấp 7. Diệp Tu giao nhiệm vụ cuối cùng lại thăng lên một cấp, quay đầu nói với Trần Quả, kết quả nhìn thấy Trần Đại Tiểu Thư đã dựa lưng vào ghế ngủ mất, đầu còn hướng về phía màn hình của mình. Như vậy còn bảo khảo sát thực lực cả đêm của mình. Diệp Tu khinh bỉ một chút, cởi áo khoác tiện tay ném lên người Trần Quả, xoay người lại tiếp tục quá trình khai hoang. Mở bảng ra xem thử, sau khi trả xong 3 nhiệm vụ, quân Mạc Tiếu đã có 340 điểm kỹ năng. Trong vinh quang, học hay tăng kỹ năng đều cần điểm kỹ năng, mỗi kỹ năng thì cần điểm khác nhau, từ 10 đến 50. Hiện nay nhân vật mắc cấp 70, làm xong nhiệm vụ thường có thể đạt được 4.000 điểm kỹ năng. Nhưng đây cũng không phải giới hạn cao nhất của điểm kỹ năng, mức cao nhất là 5.000. 1.000 điểm còn lại này cần phải có cả may mắn và thực lực mới đạt được. Vinh quang 10 năm, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ tài khoản nào đạt được 5.000 điểm, dù được xưng là tài khoản đứng đầu đấu thần nhất Diệp Chi Thu, Điểm kỹ năng cũng chỉ đạt được 4840 điểm, còn kém đến 160 điểm. 160 nói nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít, dùng 50 điểm kỹ năng vào đại chiêu, có thể học được 3 đại chiêu hoặc là đem một đại chiêu tăng lên 3 cấp. Đối với cao thủ hàng đầu, đây là một ưu thế rất lớn. Cho nên ở nhiệm vụ người mới, nhiệm vụ thưởng kinh nghiệm và trang bị có thể bỏ qua, điểm kỹ năng thì không thể không cần. Ngoài ra còn có thưởng điểm thuộc tính. Nhân vật trong vinh quang có 4 thuộc tính cơ bản sức lực, trí lực, thể lực, tinh thần. Sức lực ảnh hưởng đến công kích và phòng ngự vật lý, tài trọng. Trí lực ảnh hưởng công kích và phòng ngự pháp thuật, lượng pháp lực. Thể lực đương nhiên ảnh hưởng đến lượng máu và sức bền của nhân vật. Còn tinh thần để thăng một ít hiệu quả kỹ năng và sức kháng những kỹ năng xấu. Bốn thuộc tính lớn tự nhiên sẽ tăng theo đẳng cấp của nhân vật, chỉ sau khi chuyển nghề ở cấp 20 mới có sự bất đồng trong tỷ lệ tăng của từng nghề. Về phần nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính thì đối xử bình đẳng như nhau sức lực thì là sức lực trí lực thì là trí lực bạn thuộc nghề nghiệp nghiêng về sức lực có thể chỉ cần làm nhiệm vụ thưởng sức lực nhưng đồng thời nhiệm vụ thưởng trí lực cũng chào đón bạn nói cách khác nếu như không sửa đổi tỷ lệ tăng sau khi chuyển nghề thế thì một tài khoản mắc cấp sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ bốn thuộc tính cơ bản sẽ hoàn toàn y chang nhau không có nửa điểm sai biệt vì vậy phải làm xong tất cả các nhiệm vụ sau này mới có thể tìm trang bị để tăng thuộc tính cần thiết cho bản thân bây giờ không cần quá quan tâm đến điểm thuộc tính Diệp Tu xem qua bảng cá nhân, lập tức để quân Mạc Tiếu dùng điểm kỹ năng đi học kỹ năng. Ở Vinh Quang chuyển nghề vào cấp 20, nhân vật trước 20 không có nghề nghiệp nào, hoặc có thể nói là toàn nghề, tất cả kỹ năng của nghề nào cũng có thể học, chỉ cần có đủ điểm là được. Điều này sẽ tiện cho người chơi trải nghiệm mọi thứ, do đó tìm được nghề nghiệp bản thân thấy hứng thú ở cấp 20, sau khi chuyển nghề hệ thống sẽ trả lại tất cả điểm kỹ năng để học lại kỹ năng một lần nữa. Nhưng chỉ có thể học kỹ năng của một nghề, mơ tưởng nghề khác là không thể. Diệp Tu không nhớ rõ nhiệm vụ người mới làm như thế nào, nhưng kỹ năng người mới sẽ không quên. Tính cân bằng của các kỹ năng trong vinh quang vô cùng tốt, các kỹ năng cấp thấp nhất cũng sẽ có tác dụng của riêng mình, mỗi người đều có thể tuyển chọn tổ hợp kỹ năng mà mình yêu thích. Dù sao điểm kỹ năng có hạn, dưới tình huống bình thường mắc cấp, 4.000 điểm cũng không thể học mắc các kỹ năng mình có được, 5.000 điểm cũng không thể, cần phải chọn bỏ hay giữ. Về mặt kỹ năng nào nên lấy hay bỏ, một đại cao thủ như Diệp Tu đương nhiên có sẵn tổ hợp kỹ năng của riêng mình. Tuy nghề nghiệp nhất Diệp Chi Thu của hắn chỉ là một pháp sư chiến đấu, nhưng bản thân được vinh danh bách khoa toàn thư, sao chỉ biết một nghề. Tất nhiên là tinh thông tất cả nghề nghiệp mới có đủ tư cách. Diệp Tu dường như nghĩ cũng không cần nghĩ, trước hết chạy đến thầy dạy kỹ năng thông dụng để học hai kỹ năng hữu ích mà cấp 5 cấp có thể học chạy nhanh, lăn người. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể học kỹ năng thông dụng. Diệp Tu học mỗi kỹ năng đều rất rẻ, mỗi cái chỉ 10 điểm kỹ năng, khiến nhân vật có thêm hai cách di chuyển để chọn chạy nhanh dùng để tăng tốc độ chạy kỹ năng này không có thời gian đóng băng nhưng phải tiêu hao sức bền sức bền tiêu hao hết tự động trở về chạy bình thường hồi phục sức bền cần đi bộ hoặc là đứng yên đi bộ hồi phục chậm đứng yên thì nhanh hơn về phần lăn người thì ý nghĩa như tên để nhân vật có thể tiến hành lăn lột tùy theo người chơi mà lăn trước lăn sau lăn phải lăn trái lăn nghiêng lăn xéo lăn bình thường lăn nhanh cũng không đóng băng nhưng cần tiêu hao sức bền những kỹ năng nghề nghiệp cần học sau này diệp tu cũng sớm nắm chắc Hiểu rất rõ giai đoạn trước mắt này cần kỹ năng nào mới thực dụng nhất với mình. Đầu tiên chính là thiên kích, kỹ năng của pháp sư chiến đấu. Loại kỹ năng trên không này nghề nào cũng có, tính chất cũng đồng dạng, chính là sau khi công kích khiến mục tiêu bị treo trên cao, đẳng cấp càng cao, độ cao càng lớn, thương tổn cũng càng nhiều, là kỹ năng cơ bản nhất. Dù sao Diệp Tu vốn là pháp sư chiến đấu, cho nên về phần kỹ năng trên không thì sẽ chọn thiên kích của pháp sư chiến đấu. Tiếp đấy, Long Nha vẫn là một kỹ năng của Pháp sư chiến đấu, đâm thẳng công kích, có thể làm kẻ địch dính trạng thái đông cứng trong một thời gian ngắn. Diệp Tu cũng vì nguyên nhân nghề nghiệp ban đầu mà thuận tay học. Sau đấy học thêm đạn lơ lửng của thiện xạ, máy móc theo dõi của kỹ sư máy móc, động kiếm phá đất của quỷ kiếm sĩ, quật ngã của nhu đạo, kiếm trong tay của ninja, đỡ đòn của kiếm khách, phòng quang điện của pháp sư nguyên tố, thuật trị liệu của hệ thánh ngôn. Những kỹ năng này không cần nhiều điểm, đều trong khoảng 20, hơn nữa quân mạc tiếu mới cấp 7, tăng cấp kỹ năng cũng có giới hạn, cuối cùng 340 điểm kỹ năng vẫn còn dư giả. Diệp Tu không học kỹ năng nữa, trong mắt hắn những kỹ năng này đủ để ứng phó tình hình trước mặt rồi. Cơ mà tổ hợp kỹ năng đến từ tên có năng lực đứng đầu này, nếu để cho người chơi bình thường thấy được, nhất định sẽ bị chê cười. chương 6, ô thiên cơ, kỹ năng quân mạc tiếu lựa chọn buồn cười chỗ nào. Thứ nhất, giai đoạn cấp thấp rất nhanh sẽ qua, phối hợp kỹ năng tỉ mỉ ở giai đoạn này là không cần thiết, rất nhiều người dứt khoát bơ luôn, trực tiếp để đến khi lên 20 chuyển nghề mới tính sau. Thứ hai, tuy bảo rằng để người chơi trải nghiệm đủ loại nghề nghiệp dưới cấp 20, nhưng khi bước vào trò chơi, người chơi luôn có sẵn một nghề trong lòng như hệ pháp sư, hệ kiếm sĩ hoặc hệ xạ thủ. Phần lớn hướng đi là như thế, nhưng tổ hợp kỹ năng của Diệp Tu ấy hả? Không ngờ rằng lấn át toàn hệ. Không sai, học kỹ năng dưới cấp 20 không bị hạn chế, nhưng cách sử dụng lại bị hạn chế bởi vũ khí. Như đạn lơ lửng của thiện xạ khi bạn đang cầm trong tay kiếm của hệ kiếm sĩ, vô luận thế nào cũng không thể sử dụng được. Cho nên gom góp kỹ năng như quân mạc tiếu, trong túi át hẳn phải mang đủ loại vũ khí của tất cả các nghề, lấy ra đổi lại vô cùng phiền phức, chỉ mới cấp 20, tìm phiền toái nhiều thế, đấy không phải tự rước phiền sao. Trừ phi là cách chơi tán nhân từng lưu hành, tán nhân là gì, không có nghề nghiệp chính là tán nhân, thế nhưng đấy đã là chuyện của thời đẳng cấp tối đa là 50, sau khi mức độ mắc cấp được tăng lên, xuất hiện nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cách chơi tán nhân cũng biến mất người chơi hiện nay nếu chứng kiến toàn bộ kỹ năng của quân mạc tiếu căn bản sẽ không nghĩ đến tán nhân gì cả chỉ thấy buồn cười diệp tu lại tựa như không hề nghĩ tới điểm này trên người quân mạc tiếu chỉ có một thanh thanh đồng kiếm trắng hơn nữa ngay khi học xong kỹ năng đi ngang qua tiệm tạp hóa diệp tu cứ thế bán luôn thanh vũ khí duy nhất của mình sau đó hắn trực tiếp đi tới dương chứa đồ của thương khố mở dương bên trong có một món trang bị tài khoản có thể chuyển khu vốn phải là ước rỗng ý của ức sống, chính là kinh nghiệm, tiền, túi, dương chứa đồ, kể cả hòm thư, đều phải trống rỗng. Nhưng tài khoản quân mạc tiếu này vừa mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong dương chứa đồ lại ẩn chứa một món trang bị. Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mọi thứ tựa như nằm trong dữ liệu của Diệp Tu. Hắn biết ở đây có thể tìm thấy món trang bị này, thế nhưng, khi tìm được nó, tâm trạng Diệp Tu lại không hề vui sướng mà ngược lại bao trùm nét đau thương. Bàn tay đang cầm chuột phải lại run lên lần nữa. Lần trước cũng như thế, là khi mất đi nhất diệp chi thu, lúc này đây, là khi lấy được món trang bị này. Con chuột rời lên, ô thiên cơ, đẳng cấp 5, trọng lượng 2,3 kg, tốc độ đánh 5. Công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180. Đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng. Nhưng màu tên của ô thiên cơ không hề trắng, mà là màu bạc. Trang bị đẳng cấp trong vinh quang nhìn màu sắc là có thể biết được phân thành cam tím lam lục trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính, xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ, xanh lam là trang bị rớt ra từ việc đánh boss ở phó bản, một vài nhiệm vụ cũng có và cũng là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam thì là hàng cao cấp, hoặc là may mắn hoặc là tiền bạc, chủ yếu cũng phải đến những nơi nổi bật mới có thể tìm được. Ô thiên cơ không thuộc năm màu này, nếu như lúc này Trần Quả Tỉnh nhìn thấy, cô nhất định sẽ kinh ngạc. Màu bạc, đó là màu của trang bị tự chế trang bị tự chế là một trong những đặc sắc của vinh quang cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi tạo ra mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của game thuộc về một đẳng cấp cao hơn tại vinh quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế trang bị tự chế có thể vượt trên cả sự tồn tại của trang bị cam trong lịch sử trong liên minh chuyên nghiệp các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiên cứu trang bị tự chế đầu tư tài chính để nghiên cứu những trang bị này đấu thần nhất diệp chi thu trong tay cũng nắm giữ một món vũ khí màu bạc chiến mâu khước tà là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lẫy trong vinh quang chỉ duy nhất một cây tuyệt không có cây thứ hai đặc điểm của trang bị tự chế là rất khó phục chế mỗi một món đều là độc nhất vô nhị chẳng qua nó có thể là một món độc nhất vô nhị vượt qua những món chế tác đứng đầu trong lịch sử cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị ô thiên cơ này thì sao rốt cuộc là rác rưởi hay cực phẩm nếu như trần quả tỉnh dậy nếu để cô xem thuộc tính vũ khí, cô lập tức có thể phán đoán ra. Cực phẩm, Ô Thiên Cơ chính là cực phẩm chân chính, giống như khước tà vượt mặt cả trang bị cam siêu cấp. 180 công kích vật lý và pháp thuật, đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ. Nhưng vũ khí có công kích cao nhất, trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp. Trọng lượng của Ô Thiên Cơ không cao, hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5, dù so với một món vũ khí cam cấp 10 bằng điểm ấy cũng cũng đủ toàn thắng. Nhưng khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng, ô thiên cơ chỉ có thuộc tính cơ bản, không có bất luận dòng kèm theo nào. Ngoài ra, cấp 5, đây chỉ là một đẳng cấp thoáng qua, trước mắt sẽ bị kém cấp ngay. Diệp Tu không hề để ý điều này, bởi vì hắn biết ô thiên cơ này là món chế tác thiên tài. Trải qua vô số lần thử nghiệm và thất bại, có thể làm ra ô thiên cơ cấp 5 đã là thành công lớn. Đặc điểm của vũ khí tự chế, nắm rõ được suy nghĩ và lên kế hoạch là có thể không ngừng nâng cao, cho nên vũ khí tự chế có thể dựa vào hệ thống chỉnh sửa trang bị mà tăng cấp lên. Diệp Tu nhẹ nhàng đem ô thiên cơ lấy ra, bỏ vào trong tay quân Mạc Tiếu. Bắt đầu thôi, hắn khẽ nói một câu, lập tức đem quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản rừng rậm cách lâm của thôn Tân Thủ, thoạt nhìn rất giống quân Mạc Tiếu nghe được lời nói của hắn. Rừng rậm cách lâm là phó bản 5 người, cấp 5 đã có thể vào, cấp 10 trở lên thì mọi thành tích đều vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng. Bởi người mới đều phân bố ngẫu nhiên, nên rất nhiều người chơi dù kêu gọi bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này lại không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là giã đội, lúc Diệp Tu đưa quân Mạc Tiếu đến đây, cũng đã nhận được không ít lời mời tổ đội, Diệp Tu cũng không chọn lựa gì, tìm một đội ngũ thiếu một người mà tham gia. Đủ đủ đủ, Diệp Tu vừa vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Nguyên đang la hét trong đội. Phân phối boss ẩn như thế nào? Diệp Tu hỏi một câu. Oa, wow, rất có lý tưởng nha. Từ việc Nguyệt Trung Miên thuận miệng cảm thán có thể thấy người này không chỉ là người mới đơn thuần, chỉ ít hắn không có hỏi cái gì là Boss ẩn. Boss ẩn chỉ ở hình thức tổ đội vào phó bản mới có cơ hội gặp được, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của Boss ẩn so với Boss cuối phó bản thì mạnh hơn một chút, cũng rất ra những vật phẩm mà Boss thường không thể rớt. Với trình độ chuyên nghiệp hàng đầu như Diệp Tu, hắn hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản này nhưng loại boss ẩn này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội nên hắn mới gia nhập tổ đội. Bởi vì hắn cần vật liệu rơi ra từ boss ẩn, đây là những thứ nhất định phải dùng khi nâng cấp ô thiên cơ. Diệp Tu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp quân mạc tiếu, khiến ô thiên cơ cũng tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả, nên hắn quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ. Loại phó bản cấp thấp như rừng rậm cách lâm, cho dù trang bị tốt cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn của nơi này chính là vật liệu rớt ra từ boss ẩn, những vật liệu này vĩnh viễn sẽ không hết thời, nếu ở những khu cũ, những ấp cấp cao cũng thường vì những vật liệu này mà mới dẫn người mới đi đánh boss ẩn. Nguyệt Trung Nguyên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, thế nên nhanh chóng tuyên bố cách phân phối boss ẩn, mấy thứ này rơi ra đều là tiền á, rất thì đổ xúc sắc thôi. Duyệt, cũng chỉ có thể như thế, cái nào tốt thì đưa mình ư. Đây chỉ là một giã đội, không có lý do để nhường nhau. Được, chuẩn bị tốt xong thì vào bản, Nguyệt Trung Nguyên gõ ra một câu, đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, liền đi vào phó bản. Lúc trước Diệp Tu và Trần Quả nói chuyện, nên không đeo tai nghe, lúc này mới đeo lên, vừa vào phó bản, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong, đệch mẹ, đứa nào ăn ở tốt vậy, nói ẩn là ẩn liền. chương 7, ám dạ miêu yêu, Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật, chỉ một kênh trước mặt. Theo khoảng cách đứng của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến âm thanh lớn hoặc nhỏ, của hệ thống sẽ có một bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những tiếng động chân thật như gió thổi cỏ lay, một khi đeo tai nghe, cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Diệp Tu đoán người đang ồn ào chính là Nguyệt Trung Nguyên, hắn cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở boss ẩn ám dạ miêu yêu xuất hiện. Sau khi Diệp Tu gõ hai chữ ha ha, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Trung Nguyên nói đi, đánh chữ làm gì? Có người đang ngủ, không tiện. Diệp Tu cứ như thế mà gõ chữ. Từ trong túi móc ra một bao thuốc, thành thạo lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng mà châm lửa. À, Nguyệt Trung Nguyên thể hiện đã hiểu, sau đó hỏi còn người khác. Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Nguyên là người đầu tiên thể hiện sự thất vọng không có gái à. Một chàng cười vang lên, đội ngũ xuất phát, rừng rậm cách lâm là một phó bản giúp người chơi quen thuộc với loại phó bản nhỏ, độ khó có thể cao bao nhiêu chứ. Huống chi Nguyệt Trung Nguyên rõ ràng không phải người mới, một đường chỉ huy, giết quái rất thuận lợi diệp tu ban đầu để cho quân mạc tiếu sử dụng thuật trị liệu của thánh môn giả lập tức đã bị nguyệt trung nguyên xem luôn là thánh môn giả mà sử dụng trở thành thuần bắc thật ra tại phó bản cấp thấp như vậy không cần phải sử dụng đấu pháp tam giác nhưng nguyệt trung nguyên dường như đã quen dùng đấu pháp này để phá phó bản suốt đường đi luôn bám vào đấy mà chỉ huy bản thân gã là tê chính đảm đương việc kéo thù hận ba người khác thì gây sát thương quân mạc tiếu bị gã phong làm hậu cần đại tổng quản giữa những tiếng giết chóc và hò hét lẫn nhau tiểu đội 5 người nhanh chóng tiến về phía trước, tay nghề của Diệp Tu đã là lão làng, rất nổi bật, được đội trưởng khen ngợi không ngớt. Lúc này Diệp Tu chợt hoảng hốt, lần cuối cùng bạn bè đi phó bản đã là chuyện lúc nào. Cảm giác như vậy đã bao lâu chưa trải qua, nhìn tiểu quái từng bước ngã xuống, Diệp Tu xốn san trong lòng, hắn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện của trước kia, mạo hiểm giữa rừng rậm cách lâm thậm chí khiến hắn hoài niệm về 10 năm trước. Người bạn thân mà mình quen biết khi vinh quang vừa mới mở, Người đã thức trắng đêm cùng mình bàn về sự đổi mới và tương lai mai sau của trò chơi. Cậu ấy thấy rõ mọi thứ, nói đúng tất cả, tính toán trọn vẹn, kết quả chỉ vì một lần cập nhật ngoài ý muốn, toàn bộ mộng tưởng và hy vọng đều tan vỡ, chỉ để lại một chiếc ô thiên cơ chưa hoàn thành. Cậu mới là người có thiên phú và thành tựu nhất trong vinh quang. Ngón tay tại bàn phím nhẹ nhàng lướt qua, con chuột run lên, Quân Mạc Tiếu đã chuẩn xác ném một kỹ năng phục hồi lên người Nguyệt Trung Nguyên. Nguyệt Trung Nguyên khen kỹ năng tăng thật đúng lúc mà tâm tư của Diệp Tu lại hoàn toàn không ở trong trò chơi. Tốt lắm, kế tiếp chính là ám dạ miêu yêu. Nguyệt Trung Nguyên chém xong một con quái liền nói, Diệp Tu nghe được bốn chữ ám dạ miêu yêu, suy nghĩ lập tức quay về. Boss ẩn chưa chắc sau khi hoàn thành phó bản mới xuất hiện, căn cứ vào chỉ dẫn của hệ thống, có khi giữa đường sẽ đột nhiên gặp được. Mà với bọn Diệp Tu, ám dạ miêu yêu quả thực xuất hiện ngay lúc này. Công kích của ám dạ miêu yêu có khả năng khiến người chơi bị dính trạng thái nguyền rùa cơ mà chỉ bị nguyền rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, thế nhưng tốc độ của nó khá nhanh, tôi giữ nó nên sẽ hơi tốn thời gian, một hồi mấy ông hãy bắt đầu công kích, đừng lộn xộn. Nguyệt Trung Nguyên bố trí chiến thuật, mọi người gật đầu, Diệp Tu cũng không nói thêm gì, thuyết pháp của Nguyệt Trung Nguyên cũng không sai điểm nào. Hiện nay vẫn chưa có thông báo trên kênh thế giới đâu, các đồng chí, chúng ta rất có khả năng trở thành những người đầu tiên giết được boss ẩn ở khu 10. Giọng điệu của Nguyệt Trung Nguyên kích động khích lệ mọi người. Tiến lên, Nguyệt Trung Nguyên ra lệnh một tiếng, năm người tiếp tục đi về phía trước. Rừng rậm cách lâm vốn u ám bởi vì bầu trời có thêm mây đen mà càng trở nên tăm tối, tiếng bước chân của mọi người phát ra đặc biệt rõ ràng. Không ai nói chuyện, mọi người lưu ý chung quanh hết sức chăm chú. Dương quan, ông không cần nhìn bầu trời nữa, ám dạ miêu yêu không thể rớt từ trên trời xuống đâu. Nguyệt Trung Nguyên bỗng nhiên nói một câu, vinh quang là trò chơi có tầm nhìn ở ngôi thứ nhất, màn hình cơ bản là tầm nhìn chân thật của con người. Bởi vì cặn kẽ từng chi tiết, khi nhìn lên bầu trời, nhân vật chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, Nguyệt Trung Nguyên chứng kiến đội viên Dương Quan luôn ngẩng đầu nhìn, nhịn không được mà phê bình. Ha ha ha, mọi người một trận cười, Diệp Tu đột nhiên nghe được rừng bên cạnh truyền đến âm thanh xào sạt nhanh nhẹn. Âm thanh này không phải do đi bộ, mà là thân thể ma sát cùng cành lá. Tới rồi, Diệp Tu thấy đánh chứ có thể sẽ trễ, vội vã kêu ú ớ một tiếng, miệng hắn còn đang ngầm thuốc đấy cùng lúc đó ngón tay nhẹ nhàng bấm hai cái điều khiển quân mạc tiếu xoay người thật lưu loát nhắm ngay phương hướng mà ám dạ miêu yêu tập kích mọi người thấy quân mạc tiếu cử động biết người anh em luôn im lặng này lúc mấu chốt lại lên tiếng chính là đang nhắc nhở lui hết về phía sau nguyệt trung nguyên kêu lên gã cũng không lui mà tiến tới để bản thân trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của ám dạ miêu yêu ba người khác cũng lui ra phía sau đứng song song cùng quân mạc tiếu bảo trì khoảng cách với nguyệt trung nguyên Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tiếng xào sạc di động của ám dạ miêu yêu chợt dừng lại ngay lúc này. Sao thế, đội viên dương quan vừa mới nói hai chữ, một bóng đen đã từ trong rừng bay ra, kèm theo một tiếng mèo kêu sắc nhọn, cú thứ nhất đánh về phía Nguyệt Trung Nguyên đang đứng phía trước. Được lắm, Nguyệt Trung Nguyên không sợ chút nào, được kiếm lên, ám dạ miêu yêu kích cỡ nhỏ, di động nhanh, loại quái này rất có tính khảo nghiệm trình độ thao tác chuẩn xác của người chơi. Trình độ của bốn người này Diệp Tu đã sớm nhìn rõ, sự là sẽ mất một khoảng thời gian để Nguyệt Trung Nguyên kéo ổn thù hận, hắn thậm chí hoài nghi bản thân có thể đoạt thù hận do trị liệu luôn hay không. Thế cũng không sao, đối phó một ám dạ miêu yêu chỉ cần một mình Diệp Tu là đủ. Kết quả Nguyệt Trung Nguyên ăn ở quá tốt, một kiếm này nắm bắt thời cơ khá chuẩn, vừa vặn chém trung ám dạ miêu yêu đang ở trên không, hơn nữa còn lăn một cái, tránh cho miêu yêu bổ nhào về phía trước, đỡ cho quân mạc tiếu phải sử dụng một cái thuật trị liệu. Ám dạ miêu yêu trúng kiếm vồ hụt, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, xoay người cào một cái, Nguyệt Trung Nguyên dựng thẳng thân kiếm đỡ đòn, tiếng beng vang lên, kiếm va chạm móng mèo, cơ thể Nguyệt Trung Nguyên trượt về phía sau nửa bước, lập tức hất kiếm lên. Tuyệt vời, Diệp Tu nhịn không được thầm khen trong lòng, Nguyệt Trung Nguyên sử dụng kỹ năng đỡ đòn của kiếm khách rất đúng lúc, hất kiếm phản kích cũng không hề chần chờ, hiển nhiên thao tác cực kỳ thành thạo, hóa ra bản thân nhìn nhầm sao. Trình độ của Nguyệt Trung Nguyên này vượt trên phán đoán của hắn. Nguyệt Trung Nguyên chọn công kích Miêu Yêu vẫn đang lơ lửng, tiếp theo là một cái liên chấp đâm, động kiếm phá đất, cuối cùng một cái quỷ trảm vẽ ra một đường kiếm màu tím sậm đánh bay ám dạ miêu yêu, một chuỗi liên kích khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Trung Nguyên cũng không dám sơ suất, đuổi theo đánh ra hai kiếm liên tiếp, lên tiếng hô to, giết. Ba vị đội viên đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức vùng vũ khí khai triển các kỹ năng đã học, Nguyệt Trung Nguyên cũng không tránh né mà cùng ám dạ miêu yêu quần nhau bắt đầu dựa vào thuật trị liệu của quân mạc tiếu khống chế ám dạ miêu yêu ở một vị trí cố định tình hình duy trì vô cùng tốt tiếng rên rỉ do bị trà đạp của ám dạ miêu yêu vang từng đợt trong rừng tất cả mọi người vô cùng hưng phấn ba người mới chân chính kia suốt dọc đường đi cũng đã hiểu rõ giá trị của boss ẩn từ nguyệt trung niên mọi người tràn đầy chờ mong mà hung hăng đánh đập ám dạ miêu yêu diệp tu trong lòng lại ẩn hiện suy nghĩ khác thường máu đỏ rồi chị liệu theo kịp đấy sinh mệnh của ám dạ miêu yêu nhanh chóng chỉ còn dưới một phần mười trạng thái này bị người chơi quen gọi là máu đỏ rất nhiều boss rơi vào trạng thái máu đỏ đều có vài trò gian trá. Dương Dậm cách Lâm Chính là phó bản của người mới, boss không có kỹ năng đặc biệt gì, nhưng ám dạ Miêu Yêu không như thế, nó là boss ẩn, không có kỹ năng mới thì thật xin lỗi danh hiệu này của nó. Nhưng biến hóa của ám dạ Miêu Yêu khá đơn giản, chỉ có cường bạo, khiến tốc độ đánh của bản thân và thương tổn tăng lên một tí, cho nên giai đoạn này áp lực của người trị liệu sẽ lớn hơn. Diệp Tu xem xét với trình độ của Nguyệt Trung Nguyên, lúc này không cần phải cố sống chết chống đỡ né né tránh tránh, đánh hết một phần mười này cũng không khó. Ai ngờ thằng này đột nhiên ương bướng tử thủ với ám dạ miêu yêu, hơn nữa phản kích trông có chút nương tay. Hết mana, Diệp Tu nhìn sơ thanh đội ngũ, rõ ràng không phải vấn đề này. Thế thì Nguyệt Trung Nguyên đột nhiên không ra sức nữa, đã xác định suy nghĩ lúc trước của hắn. Diệp Tu đang chuẩn bị nhắc nhở, chợt nghe được Nguyệt Trung Nguyên hét to một tiếng, đậu xanh, âu ti rồi. chương 8 cá chết lưới rách, chỉ thấy ám dạ miêu yêu đột nhiên nhảy lên, công kích vẫn luôn đánh xuống Nguyệt Trung Nguyên, chợt cong móng cảo về phía đội viên Dương Quan cũng đang công kích nó. a à, xin lỗi, Dương Quan là người mới, không thể tránh được một đòn công kích nhanh nhẹn của Miêu Yêu, còn vội vã xin lỗi, bởi vì Nguyệt Trung Nguyên suốt đường đi luôn răn dậy cả đám rằng, Âu Ti nhất định là do sai lầm khi ra chiêu, không thể nào là lỗi của em Ti được. Dừng, ông đừng đánh nữa. Nguyệt Trung Nguyên vội vã ngăn lại ý muốn chống trả của Dương Quan, xông lên muốn cướp thù hật, ai ngờ một lát sau, ám dạ miêu yêu cào xong dương quan vài cái lại hướng về phía các đội viên phía sau a à đù liên hoàn âu mấy ông chơi tui đấy à nguyệt trung Nguyên tức giận rít gào đội viên bị chúng công kích kia cũng luống cuống tay chân hơn nữa cậu ta chơi pháp sư bị ám dạ miêu yêu cuồng bạo cào mấy phát quá mạnh máu rút ào ào diệp tu phản ứng nhanh nhẹn để quân mà cứu trị liệu cho cậu ta trước đáng tiếc có vài thứ không phải dựa vào kỹ thuật là có thể giải quyết một pháp sư máu mỏng chống đỡ Boss ẩn đang cuồng bạo người trị liệu có thể kiên trì được bao lâu? Đáp án rất nhanh đã có, là 7 giây. Thuật trị liệu của quân Mạc Tiếu vẫn còn thời gian đóng băng, ám dạ miêu yêu sau khi cuồng bạo lại cong móng cấu xé liên tục, Nguyệt Trung Nhiên cũng tới giúp, nhưng thực sự đoạt không lại thù hận, đội viên Pháp Sư nhanh chóng đi đời nhà ma. Ở Vinh Quang, trong quá trình tử vong người chơi sẽ tự động rời khỏi phó bản, không thể quay về đánh tiếp nói cách khác, một đội vốn 5 người, chết một người, thành đội 4 người. Móa, xếp hàng ra OT, mấy ông muốn giết tôi hả? Nguyệt Trung Nguyên sắp hỏng mất, Pháp Sư kia tạch rồi mà thù hận của Miêu Yêu vẫn không quay lại trên người hắn, chỉ hướng về người thứ ba. Người thứ ba cũng là một Pháp Sư máu mỏng, mà lúc này đây Diệp Tu dứt khoát không để quân mặc tiếu quang thuật trị liệu lên người nọ nữa, quay về trị liệu cho Dương Quan. Pháp Sư được trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương Quan sẽ tạch luôn. Bởi vì sau khi cuồng bảo ám dạ Miêu Yêu không chỉ tăng tốc độ đánh và sát thương, mà còn có trạng thái khác xuất huyết. Dương quan cũng rất bất hạnh mà bị ám dạ miêu yêu cầu đến xuất huyết, Diệp Tu vẫn đang chú ý thanh máu ngày càng giảm của người này. Lúc này nếu trị liệu pháp sư, cùng lắm chỉ là 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương quan sẽ chết, 7 giây sau pháp sư kia chắc chắn cũng sẽ chết. Trừ phi trong vòng 7 giây này Nguyệt Trung Nguyên có thể đoạt được thù hận. Diệp Tu đã mất đi lòng tin với Nguyệt Trung Nguyên, trực tiếp buông tay không trị liệu cho vị pháp sư kia nữa. Quyết định này nhanh chóng khiến Nguyệt Trung Miên tức giận mà bắt đầu gào thét trị liệu đi chứ. Diệp Tu không trả lời, pháp sư không có trợ giúp rất nhanh đã ngã xuống, dưới sự trách mắng của Nguyệt Trung Nguyên, ám dạ Miêu Yêu ngược lại đánh về phía Dương Quan. Dương Quan trong lòng run sợ, hỏi một câu đánh không. Đánh con khỉ, mẹ nó toàn làm bừa, Nguyệt Trung Nguyên oán khí đầy bụng cũng không rõ đang giận dữ cái gì, vừa chửi vừa đánh Miêu Yêu đoạt lại thu hận. 13 giây, Diệp Tu trong lòng tính toán thời gian, Dương Quan này chẳng biết có phải bị thần xui xẻo ám trên người không, trạng thái xuất huyết vừa dừng dưới một móng của ám dạ miêu yêu lại tiếp tục dỉ máu. Loại công kích đều có tỷ lệ nhất định mới chúng phải, nhưng dương quan tựa như chúng tỷ lệ trăm phần trăm. Nguyên rùa, xuất huyết, những trạng thái mà ám dạ miêu yêu có thể đánh lên người chơi hắn ta đều chúng phải, ngoại trừ chết cũng không mong được gì khác. 13 giây, chính là thời gian mà Diệp Tu có thể giúp Dương Quan chống đỡ, lúc này Nguyệt Trung Nguyên phải đoạt lại thu hận mới có thể cứu được người này, như vậy Nguyệt Trung Nguyên đâu? Thời điểm mới đánh quái Nguyệt Trung Nguyên vẫn còn sắc bén, lúc này lại luôn đánh hụt, từng kiếm rồi từng kiếm chém không tới, đang không ngừng mắng chửi, cuối cùng dương quan ngã xuống. ám dạ miêu yêu rốt của cũng cam lòng công kích nguyệt trung nguyên, mà điểm thù hận của quân mạc cứu lại xếp cuối, tất cả là vì kỹ thuật của diệp tu quá tốt, không có thao tác sư thừa nào, thù hận đương nhiên bị giảm tới mức ít nhất. người anh em chịu đựng a, à? còn mana không, nguyệt trung nguyên vừa nhận công kích vừa động viên diệp tu, là ông chịu đựng mới đúng. diệp tu gõ một câu, yên tâm đi hai người phối hợp tốt, đánh nó không thành vấn đề. Nguyệt Trung Nguyên hào hùng nói, kết quả lại hụt, một kiếm chém vào không trung, bị Miêu yêu cào một cái lên mặt. Bắp 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 bắp, Nguyệt Trung Nguyên giống điên cuồng, không có phản ứng, thao tác của quân Mạc Tiếu vẫn luôn rất tốt và kịp thời, lúc này lại không hề sử dụng thuật trị liệu cho gã nữa. Không thể bắp, sẽ ô ti, Nguyệt Trung Nguyên chứng kiến quân Mạc Tiếu gõ ra một câu. Ông, Nguyệt Trung Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại, chứng kiến quân mạc tiếu nhở nhơ đứng dưới đại thụ ngoài rừng, lạnh nhạt nhìn gã. Nguyệt Trung Nguyên trong lòng nhận ra có chút không ổn, quân mạc tiếu cũng không phải người mới, hiện nay rõ ràng cách OT còn khá sớm, sao hắn có thể đoán được sai lệch. Sẽ không OT, mau bắp, Nguyệt Trung Nguyên chỉ có thể hô như thế, kết quả vẫn như cũ không có phản ứng gì. Ám dạ miêu yêu lại cào một phát tới, phản ứng của Nguyệt Trung Nguyên đột nhiên tăng lên, nâng kiếm, một chiêu đỡ đòn ngăn lại móng mèo, nhân vật lui về sau, lập tức lại hất kiếm, chính là những chiêu công kích mà gã sử dụng thành thạo khi mới đánh quái, tay Nguyệt Trung Nguyên đột nhiên không bị trượt nữa. Nhưng lúc này đây, liên kích của hắn lại không thông thuận như ban đầu, bởi vì đây là miêu yêu đang cuồng bạo, tốc độ và công kích nhanh đến mức Nguyệt Trung Nguyên không theo kịp. Sau khi hất kiếm một nhát đâm liên chấp lại đâm vào khoảng không, bị miêu yêu cắn một cái. Mau tăng đi, Nguyệt Trung Nguyên nóng nảy, tuy gã có thể chống đỡ tốt hơn pháp sư máu mỏng như dương quan, nhưng cũng không phải vô địch. Tăng cái gì, tăng máu đó, Tăng máu gì, tôi chỉ thấy máu ông đang giảm. Ông, Nguyệt Trung Nguyên tức muốn hôn mê. Đáng tiếc, nếu ông có thể solo boss, lúc mới bắt đầu có thể đem hình thức phân phối đổi thành phân phối cho đội trưởng. Như vậy cho dù đội viên bất mãn rời khỏi đội, boss ẩn sẽ là của ông dễ như chơi. Nhưng thật đáng tiếc, trình độ của ông không đủ, vẫn phải ỉ vào đội viên mà giết boss. Vì vậy ông cố ý khống chế tốt thù hật, vào thời điểm thích hợp làm ra OT, khiến đội viên chết hết, để lại boss máu tàn mình ông giải quyết đồ vật tự nhiên rơi vào túi ông. Còn việc có thể qua cửa phó bản hay không, so với boss ẩn mà nói cũng không quan trọng bằng. Quân Mạc Tiếu gửi đến hai câu, làm Nguyệt Trung Nguyên mồ hôi đầy chán, gã không ngờ cái tên dọc đường chỉ nói một câu này lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của mình. Không sai, nhóm ba người dương quan là do gã cố ý khống chế thù hận để ám dạ miêu yêu Âu Ti mà cắn chết. Vốn trong kế hoạch này người trị liệu sẽ điên cuồng bắp cho ba tên kia, thù hận cũng sẽ dính lên người, nhưng gã không ngờ quân Mạc Tiếu sẽ buông tha mà không trị liệu cho Pháp Sư kia, lẽ nào khi mới bắt đầu tên này đã nhìn thấu kế hoạch của gã ư? Hắn biết không còn cách nào có thể cứu những người khác, thế nên cũng cố ý khống chế thù hận, để thù hận của mình tăng lên, đến lúc đấy dừng trị liệu, để mình chết dưới tay ám dạ miêu yêu. Người anh em, Nguyệt Trung Nguyên nhìn ra người này không phải dễ chọc, vội bắt đầu khuyên bảo, lúc này rồi đừng so đo được không, dù thế nào ba người kia tôi cũng không quen biết. Hiện tại hợp lực đánh thắng miêu yêu, Hai bên đều lấy được 50% đồ, không phải rất tốt ư? 50%, tôi thích 100% hơn ấy. Được rồi, Nguyệt Trung Nguyên âm thầm cắn răng, vật liệu bình thường sẽ không rơi ra những thứ như nhau, đến lúc đó ông cứ chọn những thứ mình cần, tôi bỏ quyền, còn lại chúng ta có thể đổ xí ngầu, trang bị có thể đưa hết cho ông luôn. Không có trị liệu trợ giúp, Nguyệt Trung Nguyên biết bản thân sẽ chống đỡ không nổi, quyết định nhượng bộ. Chuyện này rất khó khiến người ta tin tưởng a. À, vậy ông muốn thế nào? Nguyệt Trung Nguyên ngay cả nói cũng gấp gáp, sinh mệnh của gã đã bị mèo cào còn phân nửa. Gã vốn không đánh nổi miêu yêu sau khi cuồng bạo, giờ còn phải phân tâm đàm phán cùng Diệp Tu, vô cùng chật vật. Gã âm thầm nhớ kỹ tên quân Mạc Tiếu, gã thề nhất định phải khiến thằng này thật khó coi. Ông đừng quan tâm tôi muốn thế nào, cứ an tâm chết đi. Ông, ông điên rồi, tôi chết, ông còn sống được sao? Đến lúc đó ai cũng không lấy được gì, máu gã chỉ còn một phần tư. Lão huynh, ông không nên cá chết lưới rách thế chứ. Máu chỉ còn một phần năm, mày ngu hả, một phần bảy, quân mạc tiếu, mày không muốn chơi nữa sao, biết công hội nguyệt luân của tụi tao lợi hại lắm không. Một phần chín, mày tiêu rồi, một tia máu cuối, con em mày, ám dạ miêu yêu cào xuống một phát, thế giới yên tĩnh. Quân mạc tiếu vẫn không động thủ, nhưng không thoát trận, ám dạ miêu yêu đánh xong nguyệt trung nguyên thì lập tức quay sang công kích hắn. Diệp tu mỉm cười, đầu ngón tay trái bấm phím cực nhanh, tay phải vừa trượt trên chuột, quân mạc tiếu vùng ô thiên cơ chặn lại đồng thời bung mở tán ô, hơn nữa mở đến vô cùng khoa trương. Tiếp đấy khung của chiếc ô trực tiếp úp ngược xuống, dưới sự kiềm chế của mũi ô mà gặp lại, ô thiên cơ lúc này nhìn như một cây trường mâu. Gặp xong tán ô đã đâm ngay một cú chuẩn xác lên người ám dạ miêu yêu. Kỹ năng của Pháp Sư Chiến Đấu, Long Nha, chương 9, đôi tay của Diệp Tu, thật ra Trần Quả không có thói quen thức đêm, chỉ vì hôm nay mở khu mới nên muốn xem náo nhiệt mà thôi, xem xong thì cả người mệt mỏi ngã lưng vào ghế không tránh khỏi cơn buồn ngủ chất lượng giấc ngủ như vậy đương nhiên không được cao nhưng trần quả vẫn không muốn đứng lên trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím cùng tiếng kích chuột những tiếng động này vô cùng quen thuộc với một bà chủ tiệm nét như trần quả lúc này đây trần quả lại nghe thấy có chút khang khác âm thanh này khi nhanh khi chậm khi nặng khi nhẹ nghe rất có nhịp điệu Trần Quả chưa từng nghe qua tiếng gõ bàn phím và chuột nào lại có thể giống như một bản nhạc như thế, đây là mơ sao. Trần Quả bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lấy lại bình tĩnh, lắng nghe lần nữa liền phát hiện đấy không phải mơ, âm thanh này giống như truyền đến từ bên cạnh, hay chính xác hơn là từ phía cái tên trực đêm mình vừa mới tuyển vào diệp tu. Trần Quả ngồi dậy muốn nhìn, áo khoác trên người bỗng tuột xuống, vội vã bắt lấy thì nhận ra là áo khoác của Diệp Tu. Nhìn không ra tên này chu đáo thế, Trần Quả thầm nghĩ, cơ mà, cái áo khoác này đã bao lâu không giặt, hơi bốc mùi rồi, Trần Quả cầm áo khoác ngồi dậy, đang chuẩn bị nói chuyện với Diệp Tu thì lập tức ngây dại. Một đôi tay đủ khiến người ta khóc thét chợt xuất hiện ngay trước mắt cô, đôi tay của Diệp Tu. Đôi tay này thoạt nhìn rất mảnh, ngón tay thon dài, khớp xương không thô cứng như cánh mày dâu, nhưng vô cùng rõ ràng. Đầu ngón tay rất nhỏ, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lôi thôi của tên kia. Trần quả thật ra không phải một người quá để ý đến tay, thế nhưng từ khi tiệm nét có thêm một cô nàng sở hữu đôi tay cực kỳ xinh đẹp, cô dần dần chú ý. Lúc này cô lại bị đôi tay của Diệp Tu làm cho kinh ngạc hết sức. Hai bàn tay hoàn mỹ, tiếng gõ phím cũng tựa như một bản nhạc, cơ mà thao tác này. Nhìn thấy tay trái Diệp Tu gõ trên bàn phím, Trần quả chỉ có một cảm giác tốc độ tay chậm quá đi. Tốc độ tay tức số lần thực hiện thao tác trong vòng một đơn vị thời gian thường thì dùng phút để tính gọi tắt APM. Vinh quang không phải trò chơi chiến thuật, người chơi chỉ cần khống chế một vài điểm. Thế nhưng kỹ năng sử dụng phức tạp, độ chính xác trong thao tác rất cao nên tốc độ tay luôn là một yêu cầu rất quan trọng. Một người chơi có tốc độ tay cao, ra chiều có thể nhanh hơn, thao tác sẽ chính xác hơn nhiều. Thời gian nhấn phím và độ mạnh yếu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ cử động của nhân vật. Điều này có thể dẫn đến sự biến hóa đa dạng của nhân vật khi chiến đấu. Chẳng qua sự biến hóa này là tốt hay xấu còn phải xem cách sắp xếp một số người chỉ muốn APM của mình trông thật hiển hách mà thao tác không ngừng, người chân chính có thể đặt ra mục tiêu rõ ràng trong từng thao tác mà APM vẫn cao thì nhất định là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu. 200 APM, đây là mức phân biệt APM được công nhận trong giới vinh quang hiện giờ, người chơi bình thường đạt được 200 trở lên, thường do bấm loạn xạ. Cao thủ chuyên nghiệp nếu muốn tốc độ tay vượt trên 200 thì vẫn cần một vài hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt, chỉ ít đối thủ không thể quá yếu, cần 200 trở lên để đối phó. Hết 70% người chơi bình thường có tốc độ tay từ 80 đến 120, 25% còn lại nằm trong đảng tay tàn tốc độ tay dưới 80, chỉ 5% có tốc độ tay trên 120, đang không ngừng phấn đấu đạt 200, có người nói trong số những cao thủ bình thường cũng có không ít người đạt đến mức chuyên nghiệp 200. Tốc độ tay của Trần Quả nằm khoảng 120, vào một số tình huống có thể lên đến 120 có lẽ, cho nên Trần Quả tin tưởng bản thân mình nằm trong 5% kia, là cao thủ trong số những người chơi bình thường nhưng diệp tu trong mắt trần quả lúc này không cần nghi ngờ tuyệt đối nằm trong đảng tay tàn chú ý tới điểm này trần quả bỗng nhiên phát hiện âm thanh phong phú ban nãy cũng dần biến mất nghe vào tai bây giờ chính là tiếng thao tác rõ rệt do sự chậm chạp của đảng tay tàn chẳng lẽ là ngủ mơ trần quả lắc lắc đầu muốn nghe những thanh âm lúc nãy lần nữa lại phát hiện làm thế nào cũng không thể trở về như trước hiện tại cô chỉ chú ý trình độ thao tác của kẻ tay tàn cùng đôi tay khiến người ta ghen tị kia trần quả mãi lo nhìn tay Quên mất nhìn màn hình, không lâu sau hai tay Diệp Tu dừng lại, Trần Quả lúc này mới phản ứng, nhìn về phía màn hình, lập tức mở to mắt, ám dạ Miêu yêu. Ngay lúc nói ra lời này, ám dạ Miêu yêu đã rớt từ không trung xuống, đồ vật rơi đầy đất. Cùng lúc đó, Trần Quả chứng kiến một dòng thông báo cực kỳ bắt mắt của hệ thống, khu 10, người chơi đầu tiên giết thành công ám dạ Miêu yêu quân Mặc Tiếu. Vờ lơ, Trần Quả đột nhiên vỗ mạnh lên vai Diệp Tu, thật sự có tài a. À? Mặc kệ tay có tàn hay không thế mà có thể giết boss ẩn đây là thành tích mà trần quả chưa từng đạt được diệp tu còn đang chuyên chú nhìn những đồ vật rơi ra không kịp đề phòng cú vỗ nọ thiếu chút nữa nuốt luôn tàn thuốc đang ở ngoài miệng kết quả chỉ thấy một chuỗi tàn thuốc rơi thẳng xuống bàn phím trần quả vốn đang nghiêng người dình coi thao tác của diệp tu vừa nhìn đến cảnh này giết chết boss ẩn gì đó đều quên sạch lấy tai nghe của diệp tu ra rồi gào rú bên tai hắn ai cho cậu ở đây hút thuốc hả a à, điếu thuốc trong miệng diệp tu còn chưa kịp ngậm chặt hắn không hiểu ý trần quả lắm không thấy cấm hút thuốc à trần quả chỉ vào tường diệp tu quay đầu tỉ mỉ quan sát dấu hiệu trên tường đùa nhau à tiệm nét mà không cho hút thuốc bên này không được hút thuốc hút thuốc đi bên kia trần quả chỉ vào một góc khác của tiệm vậy chúng ta qua đó thôi diệp tu nói không đi người thấy mùi thuốc là chị đây đau đầu ngay trần quả nói vậy làm thế nào diệp tu tựa như gặp phải chuyện lớn gì khó xử lắm hút hít một điếu cậu sẽ chết hả trần quả tức giận không chết nhưng sẽ đau đầu diệp tu nói cậu 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 trần quả phát hiện cô bắt đầu hiểu rõ về tên này rồi hắn dễ dàng chấp nhận điều kiện cư trú là phòng chứa đồ không có nghĩa rằng tên này là kẻ dễ bắt nạt tôi tự mình đi khu hút thuốc vậy chị chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt diệp tu nói đợi lát nữa cậu còn chưa nói chuyện giết boss là như thế nào đấy trần quả nhắc nhở có gì đâu đội ngũ chết hết boss không còn bao nhiêu máu tôi tiện tay thôi Diệp Tu nói thật dễ dàng, có chuyện tốt thế sao? Trong giọng nói Trần Quả ẩn chút hâm mộ, khen thưởng cho người chơi đầu tiên giết được boss ẩn cấp thấp cũng không phải chuyện hiếm, chỉ được nhiều kinh nghiệm và tiền thưởng hơn, cũng không nhận được trang bị cực phẩm gì, nhưng kỷ lục này sẽ vĩnh viễn đứng trên bảng thành tích, trở thành truyền thuyết của khu này, rất nhiều người chơi đều rất thích cảm giác này. Đối với đa phần người chơi bình thường, ghi tên trên bảng thành tích là cơ hội chỉ có trong giai đoạn đầu. Giai đoạn sau độ khó ngày càng tăng, Cô luận là người đầu tiên hoàn thành phó bản hay giết boss ẩn đều cần tới sự phối hợp của cả một đội. Chờ đến khi vào thần chi lĩnh vực thì ngay cả đoàn đội cao cấp cũng không có được cơ hội này, để tên trên bảng đều do chiến đội trong giới chuyên nghiệp chiếm giữ. chương 10, tên vô sỉ, nhìn xem rất ra thứ gì, hâm mộ xong, trần quả sáp lại xem thử những thứ rất ra từ ám dạ miêu yêu, năm cái móng tay mèo, rác rưởi một kiện giáp da mèo, giữ để mặc A, trang bị cấp thấp cũng không sao, hai cái móng tay ám dạ miêu, một cái móng vuốt ám dạ miêu một viên đá mắt mèo ừ mấy thứ này không tệ vật liệu của boss có thể giữ bán lấy tiền một quyển sách kỹ năng mẹ nó ăn ở kiểu gì vậy trần quả kêu lên diệp tu lúc này cũng cảm thấy bất ngờ một con boss cấp thấp thế mà rất sách kỹ năng số đỏ đến nhường nào a à? sách kỹ năng là gì không phải dùng để học kỹ năng mà là tăng điểm kỹ năng chỉ cần nhìn màu cam trên tên thì đủ biết giá trị của nó sau khi đầy 4.000 điểm kỹ năng mà vẫn muốn tiếp tục nâng cao công cụ này chính là một cách trong đấy. Những thứ này không thể giao dịch, cho nên không thể mua, chỉ có thể dựa vào may mắn của bản thân. Sách kỹ năng quân mạc tiếu vừa mới kiếm được có điểm không cao lắm, là 5 điểm, nhưng rất ra từ trên người boss cấp thấp nhất, độ may mắn vẫn được xem như tốt đến không tưởng rồi. Sách kỹ năng vừa cất vào túi chớp mắt đã được sử dụng, ngoài ra những thứ rơi ra trên người ám dạ miêu yêu đều là những vật liệu dùng để hoàn thành ô thiên cơ, thí dụ như đá mắt mèo hay móng mèo. Tâm trạng Diệp Tu rất tốt, tiện tay lựa chọn, để quân Mạc Tiếu rời khỏi phó bản. Cậu không đánh tiếp hả? Trần Quả vô cùng kinh ngạc, tùy đội ngũ chỉ còn lại quân Mạc Tiếu, nhưng đây là phó bản dành cho người mới, rất nhiều người có thể tự mình đi hết cả phó bản. Diệp Tu là tay tàn, nhưng Trần Quả không hề coi hắn là một tên kém cỏi. Trong vòng 40 giây đã có thể thắng đối thủ mà cô thua suốt 52 ván, cái thành tích này vừa mới xảy ra không lâu đâu đấy. Tôi đi đổi máy á, Diệp Tu vừa nói xong đã chuẩn bị thoát trò chơi, Trần Quả nhìn màn hình, đột nhiên đưa tay ngăn lại, đợi chút, chuyện gì vậy? Chỉ thấy không nói chuyện trên màn hình bị chiếm đầy một phần lớn, nội dung đều trước sau như một. Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng boss mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận, quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng boss mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận, trong số các câu có nội dung đồng nhất như thế này chen lẫn một vài câu khinh bỉ và mắng chửi, Tuy hệ thống tự động che đậy những từ ngữ thô tục, nhưng trí thông minh của con người là vô tận. Chỗ này thì những chữ đồng âm gánh vác sứ mệnh vô cùng tốt. Diệp Tu xem kỹ vài lần, phát hiện tên người spam là Nguyệt Trung Nguyên, thậm chí còn có đồng đội trước là Dương Quan và một vị pháp sư. Người này chết trước vậy mà dám ở đây điên đảo trắng đen. Chuyện gì xảy ra? Trần Quả hỏi Diệp Tu. Diệp Tu hết cách chỉ có thể giải thích lại. Ngoá, vô sỉ a, à, còn không biết xấu hổ. Trần Quả nghe xong giận dữ. Đúng vậy, quá vô sỉ rồi. Diệp Tu hùa theo, sao cậu không tức giận? Trần Quả cảm thấy rất kỳ quái. Tôi rất tức giận, Diệp Tu nói, cậu tức giận đấy hả? Sao chị nhìn không giống gì cả? Trần Quả buồn bực, Diệp Tu đang nhìn chăm chú vào những lời vu khống trên màn hình, trên mặt căn bản chẳng có tí thay đổi nào. Tức giận không nhất định phải biểu hiện trên mặt. Diệp Tu không những không giận mà còn cười, tiện tay thoát trò chơi tắt máy tính, đổi đến khu hút thuốc là việc hắn muốn làm nhất bây giờ. Chị bảo này, cậu ăn ở kiểu gì thế? mới lần đầu đánh phó bản đã gặp nhiều chuyện như vậy, gặp boss ẩn, rất sách kỹ năng, còn thuận tiện kết thù chua oán với người khác. Sáng mai chị đến xem cậu còn sống không?" Trần Quả nói, "Chị chủ đi thong thả, Trần Quả đi nghỉ ngơi, Diệp Tu thì đến khu vực dành cho người hút thuốc. Bên này quả nhiên toàn khói thuốc, quạt hút khí điên cuồng làm việc cũng không thể lọc sạch bầu không khí nơi này, chỉ có thể ngăn khói không tràn sang khu không hút thuốc mà thôi. Dù khói thuốc có nặng đến đâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến dân hút thuốc ở đây. Diệp Tu vội vã châm một điếu thuốc, hòa mình vào biển người hút thuốc, quét mắt một cái, chỗ này còn đông hơn khu không thuốc lá. Đảng cú mèo rất ít người không cần hút thuốc mà vẫn có tinh thần thâu đêm. Cũng may tiệm nét đủ lớn, Diệp Tu đi vài vòng cũng tìm được máy, không cần để ý gì nữa, đi đến ngồi xuống. Hưng Hân cũng là một tiệm nét khá cao cấp, mỗi máy tính đều có vách ngăn, xem như bảo vệ tính riêng tư. Cho dù không có mọi người cũng sẽ đeo tai nghe mà chìm đắm vào thế giới của vinh quang, không hề quan tâm đến bên ngoài. Diệp Tu lại một nửa đăng nhập vào trò chơi, đeo lên tai nghe. Quân Mạc Tiếu vẫn ở ngoài rừng rậm cách lâm như cũ, đừng thấy nơi này đông đúc như vậy nhưng đeo tai nghe vào vẫn không đến mức chẳng nghe thấy được gì. Tựa như đi tới một khu chợ náo nhiệt, nó sẽ không ồn ào đến mức không nghe được người bên cạnh nói gì. Về phần những loại tin tức lặp đi lặp lại như mời tổ đội, chỉ đành dựa vào cách spam khung trò chuyện. Diệp Tu nhìn qua không tin tức, tin về quân Mạc Tiếu đã không còn. Dùng tính năng tìm kiếm là có thể biết người chơi này còn lên mạng hay không, Nguyệt Trung Nguyên là tên lão làng, một chút thủ đoạn này gã cũng biết. Sau khi tìm thử quân Mạc Tiếu không còn trên mạng thì ngừng hành động. Người chơi cấp 20 trở lên mới có thể rời khỏi khu vực người mới, đến kênh thế giới, chức năng như PK mới có thể mở ra, dưới cấp 20 chỉ có thể đấu võ mồm như ban nãy. Thế nhưng thủ đoạn của Nguyệt Trung Nguyên cũng khá độc ác. Quân Mạc Tiếu vừa được hệ thống thông báo là người đầu tiên giết boss, thế giới đều biết, Nguyệt Trung Nguyên lại nói tên của hắn, rất dễ khiến người ta chú ý. Kết quả chính là hiện tại Quân Mạc Tiếu không thể tổ đội, phát ra yêu cầu nào cũng bị cự tuyệt. Người chơi tuy không tin lời của Nguyệt Trung Nguyên nhưng cũng đã bắt đầu đề phòng Quân Mạc Tiếu. Diệp Tu bất đắc dĩ đành cười cười, hắn muốn tổ đội cũng chỉ vì boss ẩn, hắn cần những vật liệu này. Nhưng hiện tại tổ không được đội, vậy bắt buộc hắn phải nhanh chóng đi cày cấp rồi. Phó bản của Vinh Quang đều thuộc dạng người càng ít thì kinh nghiệm được thưởng càng nhiều, nhưng vẫn phải để tâm tới hiệu suất, nhiều người vẫn lợi hơn. Nhưng Quân Mạc Tiếu không giống như vậy, trong tay hắn là vũ khí Bạc Ô Thiên Cơ cấp 5. Với những người chơi bình thường lúc này vũ khí trong tay đa phần đều là lam hoặc lục, lam lục so với Ô Thiên Cơ có thể kém tới 3, 4 bậc. Trong Vinh Quang, năm cấp thì được tính là một bậc, như vậy Ô Thiên Cơ tương đương với vũ khí lam cấp 20 và vũ khí lục cấp 25 ưu thế này của hắn ở giai đoạn cấp thấp là khá trâu bò, bởi một món vũ khí của quân Mạc Tiếu có thể đánh ra công kích bằng 4,5 món vũ khí khác, thuộc tính nhân vật cũng bị ảnh hưởng, một mình quân Mạc Tiếu cũng bằng ba người, hơn nữa với kỹ thuật của Diệp Tu, một người đi đánh phó bản cũng không thua kém gì tổ đội 5 người, so với một đội toàn người mới còn muốn nhanh hơn. Quân Mạc Tiếu cất bước chuẩn bị một mình càn quét phó bản, chưa được vài bước trước mặt đột nhiên nhảy ra một người, Diệp Tu vừa nhìn, vậy mà là Nguyệt Trung Nguyên, ánh mắt tên này thật độc, giữa biển người tấp nập thế mà vẫn tìm ra hắn. Ê ê, Diệp Tu nâng tay nghe, thử xem có nói được không. Ê con em mày, Nguyệt Trung Nguyên ngược lại rất không lễ độ, chương 11, thiếu người thì thêm tôi. Diệp Tu thế mà vẫn tươi cười, mở miệng hỏi có chuyện hả? Giọng điệu rất bình thản khiến Nguyệt Trung Nguyên không nói lên lời, gã không tin nỗi đây là cái thằng vừa bị mình spam mắng chửi cả tiếng. Nếu bảo quần chúng là bị che mắt, gã và quân Mạc Tiếu lại biết rõ đấy chính là vu khống trắng trợn thì sao cái thằng này vẫn làm như chẳng có việc gì thế này? Lẽ nào hắn không nhìn thấy những lời mắng chửi vừa rồi? Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng boss mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận, Nguyệt Trung Nguyên vội vã gửi lại hai lần, chờ mong phản ứng của Diệp Tu, kết quả chỉ nghe Diệp Tu nói còn muốn mắng. Ông không đi luyện cấp hả? Tao, tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Hiện tại biết công hội Nguyệt Luân của tụi tao không dễ chọc rồi chứ những lời này của Nguyệt Trung Nguyên vốn đã được chuẩn bị tốt nhưng hiện tại nói ra chỉ thấy toàn bộ ngữ cảnh đều không hợp thật giống như phi dao vào gối bông không hề gây sát thương biết chứ bây giờ tôi hết tổ đội được rồi Diệp Tu nói nghe xong lời này Nguyệt Trung Nguyên rốt cuộc cũng hơi thoải mái ha ha cười nói cho mày hết dám coi thường không ngờ Diệp Tu lại nói tiếp câu nữa không phải mấy ông thiếu người hả thêm tôi với Nguyệt Trung Nguyên lập tức há miệng trợn mắt nhìn hắn địch mày thật sự quá đáng khinh a à ha ha, thêm cái nào thêm cái nào, hiện tại đôi bên đã hiểu nhau, chúng ta hợp tác có được không? Diệp Tu vừa nói vừa chủ động gửi qua một cái yêu cầu xin vào đội. Bên Nguyệt Trung Nguyên thật sự chỉ có bốn người, đương nhiên không phải là những đội viên lần trước, ba người này đều cùng công hội Nguyệt Luân với Nguyệt Trung Nguyên. Nhưng lập công hội vẫn là chuyện sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ, có thể nhận ra tất cả đều là người của khu cũ chuyển đến khu người khai hoang, kết quả được phân đến cùng một thôn. Nguyệt Trung Nguyên muốn đi đánh boss, không có cách nào cùng người nhà trung đội, đành phải tham gia một cái giã đội, kết quả hành nghề bất lợi, đụng phải diệp tu, mất cả chỉ lẫn trài. Vội vã gọi người trong công hội đến làm viện binh, thuận tiện lừa gạt những đội viên vừa nãy phục spam, bôi xấu quân mặc tiếu. Kết quả thì sao? Kết quả người ta lại không để ý chút nào, không có tổ đội, lại thẳng thắn đến xin vào đội của gã. Nguyệt Trung Nguyên nhìn yêu cầu vào đội trước mặt, không biết nên nhấn đồng ý hay cự tuyệt. Nguyệt Trung Nguyên nhất thời mờ mịt, đã có vết xe đổ, hắn cảm thấy người này không hề đơn giản, làm như vậy là có mục đích gì. Đang do dự thì bản thân gửi cho hắn một tin mật, thêm hắn đi, tên này tự mình tìm chết, vào phó bản còn chẳng phải cho chúng ta đùa giỡn sao. Nguyệt Trung Nguyên nghĩ thấy cũng đúng, bọn hắn có bốn người, tất cả đều là người nhà, hoàn toàn không có lý do để sợ hãi đối phương. Vì vậy Diệp Tu lại cùng bốn người này vào rừng rậm cách lâm, lần này may mắn không bùng nổ, đi vào cũng không thấy ám dạ miêu yêu. Diệp Tu cười hỏi, còn cần tôi trị liệu không? không cần, mọi người cùng nhau giết. Đám Nguyệt Trung Nguyên nói xong đã xông về phía quái, bốn người này hiển nhiên cũng không phải người mới, kỹ thuật đều thành thạo, trình độ như vậy chỉ cần hai ba người cũng có thể đánh xong phó bản rừng rậm cách lâm, hiện tại là một đội đủ người, hiệu suất như tên lửa. Diệp Tu cũng không nói nhiều, chỉ huy quân Mạc Tiếu sử dụng ô thiên cơ dưới hình dạng trường mâu ra trận. Thiên kích, Long Nha, hai chiêu này là kỹ năng công kích. Trừ kỹ năng thì nhân vật đương nhiên cũng có thể tấn công bình thường, Tấn công thường đều dựa vào phương hướng của người chơi và lực khống chế độ mạnh yếu mà xuất hiện nhiều kiểu đánh khác nhau, như đâm thẳng, bổ ngang, chém dọc, hất lên. Những công kích này lúc ra chiêu có đôi khi nhìn khá giống nhau nhưng hiệu quả lại không giống. Ví dụ như thiên kích chính là đánh hất lên trên, nhưng hiệu quả hất lên mạnh hơn so với tấn công thường, thương tổn cũng lớn hơn. Còn long nha là đâm thẳng, ra chiêu thu chiêu nhanh hơn đâm bình thường, hơn nữa trong giây lát có thể làm cho mục tiêu dính trạng thái đông cứng, không thể làm bất cứ động tác nào. Diệp Tu lúc này không cần sử dụng kỹ năng, chỉ cần tấn công thông thường cũng đủ đem tiểu quái trong phó bản rừng rậm cách lâm đánh chết một cách thuận lợi. Chỉ là khi vừa thu lại trường mâu, nơi vốn không còn quái đột nhiên bị người gom quái lại. Diệp Tu cười cười không để ý tới, tiếp tục đánh, biết rõ đây là quỷ kế của Nguyệt Trung Nguyên cùng những người kia, muốn bao vây chính mình. Nhưng vây thì vây, với thực lực một mình càn quét phó bản như Diệp Tu sao để ý mấy thứ này. Mỗi lần bị năm con tiểu quái vây quanh, một cái thiên kích đánh chúng văng ra xa, trở tay chém ngang một cái, trái bổ phải chém, năm con tiểu quái đều bị hắn hành hạ. Nguyệt Trung Nguyên bốn người cố ý khoanh tay đứng nhìn, kết quả chỉ thấy quân mạc tiếu đem lũ quái giết tới giết lui, vô cùng uy phong, nhìn đến mức cả đám đều cảm thấy ghen tị. Tên này kỹ thuật không tồi, một người trong đội tên điền thất gật đầu khẳng định đầu tiên. Là tay lão làng, nhìn thủ pháp của hắn, tao thấy một mình hắn càn quét rừng rậm cách lâm cũng không khó. Lại một người nói, hắn thật sự có tài, Ám dạ miêu yêu cuồng bạo do mình hắn giết ha, thật sự không ngờ đến, trình độ của hắn còn hơn cả tao. Nguyệt Trung Miên nói, thế thì hắn sẽ không thể nào chết ở rừng rậm cách lâm được. Một người rút ra kết luận, nếu không chúng ta đánh phó bản cấp 10 huyệt động nhền nhện đi. Điền thất nhìn ba người kia, huyệt động nhền nhện là phó bản từ cấp 10 đến 15, khó hơn rừng rậm cách lâm rất nhiều. Nếu như nói rừng rậm cách lâm là phó bản để người ta quen với trò chơi thì tới cấp 10 từ huyệt động nhìn nhện trở đi, người chơi bắt đầu cần một chút kỹ xảo. Huyệt động nhiền nhện đúng như tên, tiểu quái đều là nhện, chủ yếu có hai loại, một loại là tấn công từ xa, bắn tơ có khả năng trói buộc, người chơi bị trói buộc không thể di chuyển. Một loại khác là cận chiến, bị cắn sẽ có khả năng trúng độc, người chơi bị trúng độc máu giảm liên tục. Giống như trạng thái công kích của boss ẩn rừng rậm cách lâm. Ngoại trừ những con tiểu quái thường, huyệt động nhiền nhện còn có ba boss, một con boss đánh xa, một con boss cận chiến và boss cuối nhền nhện vương Cũng sẽ có tỷ lệ gặp phải boss ẩn là nhền nhện tinh, chiến sĩ nhền nhện và lãnh chúa nhền nhện Bởi vì từ cấp 1 đến 10 thăng cấp rất nhanh Nếu thực sự là người mới chắc chắn chưa thể luyện ra kỹ thuật gì Lúc này đi vào phó bản nhền nhện chẳng khác nào một đi không trở về Vì vậy trong bản hướng dẫn người mới cũng sẽ không bao giờ đề cử hoạt động nhền nhện Suy nghĩ đi vào loại phó bản này cũng chỉ những người chơi lâu năm có kỹ thuật nhất định như đám nguyệt trung nguyên nếu như tên kia chết trong huyệt động nhìn nhện thì chúng ta cũng chỉ còn 4 người, có thể hoàn thành phó bản đó ư? Nguyệt Trung Nguyên có hơi nghi ngờ, không gặp boss ẩn ắt hẳn không thành vấn đề. Điền thất nói, gặp boss ẩn, có hắn cũng không đánh được a, à, huyệt động nhìn nhện khó hơn bên này nhiều. Một người nói, nói cũng đúng, bây giờ chúng ta chú trọng thăng cấp, đợi đến cấp 10 thì đi huyệt động nhìn nhện. Nguyệt Trung Nguyên nói, lúc này có một tên từ nãy đến giờ chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta kéo hắn đi thăng cấp ké sau đó để hắn chết một lần. Nguyệt Trung Nguyên nghe xong ngẩn ra, vừa nghe đã thấy kế hoạch của bọn họ thực sự rất đau bi, nhưng Điền Thất cũng tìm được cách giải thích khác, phải nói là trước xem hắn như cu sau đó một gước đá hắn ra ngoài. Đúng đúng đúng, chính là như thế. Nguyệt Trung Nguyên hết sức vui mừng. Chương 12, huyệt động nhền nhện một. Bốn tên này quả thật quá trắng trợn, phụng trộm ở một bên bàn tính, để một mình Diệp Tu làm cu ở bên kia. Cũng may cả đám vẫn chưa hoàn toàn xem Diệp Tu như thằng ngu, tính toán xong bốn người mới chịu đến giúp diệp tu đánh quái vừa đánh vừa giải thích cho hành vi lười biếng lúc nãy vừa rồi công hội có chút chuyện không chuyên tâm được giờ thì tốt rồi mọi người nỗ lực lên diệp tu thản nhiên nói một câu không hề nghi ngờ bốn tên kia mừng thầm trong bụng vì vậy suốt cả giai đoạn hợp sức cùng nhau này bốn vị lão làng lại thêm một cao thủ là diệp tu đánh phó bản này rất có phong thái nghiền ép ai cũng giết thật sảng khoái nhìn từ ngoài vào không thấy bất kỳ âm mưu nham hiểm nào Công kích của tên này rất cao a, à, có phát hiện không?" Điền Thất bên này nhỏ giọng nói thầm với Nguyệt Trung Nguyên. "Hình như là do cây trường mâu kia, tao chưa thấy nó bao giờ." Nguyệt Trung Nguyên nói, "Tao cũng không biết, không chú ý mấy cây trường mâu cấp thấp lắm." Điền Thất bảo, "Nếu giết chết tên này xong mà rớt ra được thì tốt rồi." Nguyệt Trung Nguyên nói, "Rớt ra để làm gì chứ, công kích cao tới đâu cũng chỉ là hàng cấp thấp, dùng không được mấy ngày." Điền Thất nói, "Vậy cũng đúng." Nguyệt Trung Nguyên gật đầu. Hai bên không đụng chạm lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, ra ra vào vào rừng rậm cách lâm, hiệu suất cực kỳ tốt, có hơi đáng tiếc là bọn họ không được gặp boss ẩn ám dạ miêu yêu. Giết xong mấy lần, Quân Mạc Tiếu là người đầu tiên đạt cấp 10. Không có biện pháp, ai bảo hắn là người đầu tiên giết chết ám dạ miêu yêu chứ, kinh nghiệm thưởng khá nhiều. Rừng rậm cách lâm cũng chỉ có một con boss ẩn, một lần thế này cũng khiến Quân Mạc Tiếu leo được khá cao trên bảng cấp bậc khu 10, tiếc là người đầu tiên đột phá cấp 10 không phải là hắn mà là một người chơi tên Lam Hà, lúc lên cấp 10 là lần thứ hai người này leo lên hệ thống thông báo, lần đầu tiên là cùng một đội bốn người qua cửa đầu tiên phó bản rừng rậm cách lâm. Thấy được quân Mạc Tiếu lên cấp 10, cả lũ Nguyệt Trung Nguyên khẩn trương, e sợ so tên này viện cớ phải đi làm mấy nhiệm vụ cấp 10 mà trốn đi. Ai ngờ Diệp Tu chỉ cười nói một câu lên rồi, sau đó trong tiếng chúc mừng lại cùng bọn họ vào rừng rậm cách lâm. Lần đầu giết ám dạ miêu yêu cũng không kéo kinh nghiệm cách xa bao nhiêu, lần đánh phó bản này bốn người nguyệt trung Nguyên đồng thời đạt cấp 10. Trên người năm người họ cũng đã bổ sung không ít trang bị. Người anh em, chúng ta phối hợp rất tốt, hiện tại bốn người chúng ta ai cũng cấp 10, đi đánh huyệt động nhìn nhện không. Điền thất nói với Diệp Tu, Nguyệt Trung Nguyên và Diệp Tu từng xảy ra xung đột, đột nhiên trở nên thân thiết thế nào cũng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy Nguyệt Trung Nguyên vẫn giữ thái độ không vừa mắt, Điền thất đứng ra làm người hòa giải thỉnh thoảng cười nói ha ha với Diệp Tu. Diệp Tu vô cùng đồng ý với đề nghị này, chỉ bày tỏ muốn đi trước học một ít kỹ năng. Điểm kỹ năng không chỉ được thưởng lúc làm nhiệm vụ thông thường, ngoài ra còn có khen thưởng khi lên cấp, đánh quái đến một số lượng nhất định cùng với một số nhiệm vụ khiêu chiến, chỉ cần thực hiện đầy đủ những chỉ tiêu máy móc này điểm kỹ năng có thể lên đến 4.000. Vừa rồi từ cấp 7 lên đến cấp 10, điểm kỹ năng cũng tích góp được một ít, chủ yếu dùng vào kỹ năng mới mà cấp 10 có thể học. Bốn người khác đương nhiên cũng muốn học, vì vậy trước tìm thầy dạy kỹ năng sau sẽ tập hợp ở huyệt động nhiên nhiên. Ngoài cửa huyệt động nhìn nhện không có nhiều người, dù sao cả đội bọn họ tăng cấp xem như khá nhanh, hơn nữa người chơi mới nếu xem hướng dẫn cũng sẽ không chú ý đến phó bản này. Bên ngoài chỉ có một ít người chơi đã có đội, bởi vì độ khó của phó bản rất cao, cho nên lúc thêm đội đều hỏi một chút tình huống trang bị thế nào, tổ đội không hề thoải mái. Năm người bọn Diệp tụ lại rất dứt khoát, tới cũng không nói gì, trực tiếp đi vào, lúc này đây, đám người Nguyệt Trung Miên lén lút thì thầm với nhau lập tức để hắn chết hay còn xem tình huống. Một người nhỏ giọng hỏi, xem thử cái đã, người này rất lợi hại, trước cứ lợi dụng hắn, đến khi đánh boss thì mới tiến hành, thế nào? Điền thất đề nghị, ừ, những người khác đều không có ý kiến, thành thật mà nói bọn họ không có thù hằn gì với Diệp Tu, thấy thao tác của người này xuất sắc, là người đánh ra sát thương cao nhất trong đội, đều không nỡ để hắn đi, nhưng nể mặt bạn bè là Nguyệt Trung Nguyên, rốt cuộc vẫn đi đến một bước này, cả đám ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thầm tiếc nuối có mang theo thuốc giải độc hết chưa? Sau khi vào phó bản điền thất hỏi mọi người, tất cả mọi người đều đáp ừ, chỉ có Diệp Tu tùy ý cười nói, không cần. Tên này, muốn chết, Nguyệt Trung Nguyên rất khó chịu với giọng điệu tràn đầy tự tin của Diệp Tu. Càng tiện cho chúng ta hành động, điền thất ngược lại nghĩ rất thoáng. Bên trong huyệt động nhìn nhện khá tối, có thể nhìn thấy mạng nhện răng đầy, trên mặt đất thỉnh thoảng thấy một ít hài cốt, trông thật u ám và kinh khủng. Đám người Nguyệt Trung Nguyên hơi khẩn trương, ở vinh quang khi chết cũng sẽ rơi kinh nghiệm, ở thế giới bình thường là 10%, trang bị cũng có khả năng rơi xuống, nhưng tỷ lệ thấp. Khi tới thần chi lĩnh vực lại càng đáng sợ, chết sẽ mất 20% kinh nghiệm, tỷ lệ rớt trang bị cũng cao hơn. Lại nhìn quân mạc tiếu, hắn lúc này giống như vẫn đang ở rừng rậm cách lâm, cầm theo chiến mâu tiến về phía trước. Bốn người Nguyệt Trung Nguyên vừa thấy tên này chủ động dò mìn, cảm thấy thực tiện. Diệp Tu đối với phó bản cấp thấp đều sớm quên sạch, trong ấn tượng của hắn thì hình như mình có viết một cái hướng dẫn về huyệt động nhền nhện, hiện tại chẳng nhớ gì cả, ngẫm lại đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Diệp Tu còn đang thổn thức tưởng nhớ, rất nhiều bóng đen đột nhiên xuất hiện từ phía khe đá, nhắm mặt Quân Mạc Tiếu mà đánh. Diệp Tu tay trái nhấn phím tay phải cầm chuột, Quân Mạc Tiếu lăn mình về phía sau né đòn công kích, vừa đứng dậy thì đánh ra một đòn thiên kích. Thứ đang nhào đến chính là nhền nhện xanh thuộc loại cận chiến, sau khi chúng một đòn công kích thì lật ngược chiếc bụng to văng ra ngoài ra đòn với một mục tiêu đang bị đánh bay chính là thao tác cơ bản nhất trong vinh quang, Diệp Tu sao có thể bỏ qua. Sau một chuỗi âm thanh nhộn nhịp của chuột lẫn bàn phím, quân mạc tiếu cầm chiến mâu nhảy lên, từ trên không đâm điên cuồng xuống vị trí nhìn nhện xanh. Phốc 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 liên tiếp bốn kích, từng kích đều chính xác, nhìn nhện xanh trực tiếp bị đóng đinh lên khe đá. Ngóa nó, không phải chứ, điên thất kinh hãi, bốn kích liên hoàn trên không, tên còn lại cũng rất phối hợp mà sợ hãi kêu lên cấp 10 đã có thể đánh ra bốn kích liên hoàn trên không. Người thứ ba nói, Nguyệt Trung Nguyên lúc này kinh ngạc há hốc mồm, không nói nên lời. Bốn kích liên hoàn trên không, chiêu này rất nhiều người biết, nhưng đa số đều làm không được. Trên lý thuyết miêu tả cũng khá đơn giản, chính là dùng tấn công thường mà đâm thẳng, Long nha, tiếp đấy lại đâm hai kích liên tục kỹ năng cấp 10 liên chấp của Pháp Sư Chiến Đấu, hoàn thành bốn kích đâm thẳng. Tao nghe nói tốc độ tay ngoài 170 mới có thể sử dụng chiêu liên kích này. Biên thất nói, đó là dưới tình huống tốc độ đánh tăng lên sau khi thành pháp sư chiến đấu mới làm được mà. Tên còn lại nhắc nhở, hắn hiện tại còn đang là tán nhân A, tốc độ đánh của tán nhân và pháp sư chiến đấu hơn kém nhau bao nhiêu. Không biết A, còn phải xem trang bị nữa, trang bị hiện tại của hắn không có khả năng tăng tốc độ đánh. Trang bị trên người quân mạc tiếu cơ bản đều là những thứ họ thấy được từ lúc vào phó bản. Vũ khí thì sao, phải chăng vấn đề nằm ở vũ khí của hắn, đừng tìm nguyên nhân nữa, giả sử tuổi bay trở thành pháp sư chiến đấu rồi, cho cả đám một bộ trang bị lưu quang cộng tốc độ đánh, tuổi bay có đứa nào làm được bốn kích liên hoàn trên không không? Một hồi trầm lặng, nếu như bọn họ đánh ra được, bọn họ sẽ không kinh ngạc như thế. Tên này rốt cuộc là ai? Ba người nhất thời nhìn về phía Nguyệt Trung Nguyên, chương 13, huyền động nhìn nhện 2. Tao nói này, tao thấy tụi mình đừng đắc tội tên này thì tốt hơn. Giọng điệu của Điền Thất có chút nghiêm túc, nói với ba người nhưng ánh mắt lại hướng về Nguyệt Trung Nguyên. Đúng đó, tốc độ tay trên 170, đây là đại cao thủ đó. Thêm một người đồng ý kiến, 170 chỉ là ước chừng, hắn ta hiện tại là tán nhân không trang bị lại có thể thực hiện bốn kích liên hoàn trên không, tao nghĩ tốc độ tay chỉ sợ đã 200 rồi chứ. Tốc độ tay 200, công hội của chúng ta sợ chỉ mình hội trưởng mới đạt đến trình độ này. Không những không nên đắc tội, mà còn phải tranh thủ lôi kéo vào mới đúng. Cao thủ như vậy, tao thấy đằng sau hắn có thể đã có chỗ dựa cả rồi. Một đám thảo luận sôi nổi, chỉ có Nguyệt Trung Nguyên vẫn không mở miệng. Đạo lý này gã hiểu, thật ra sau khi cùng nhau qua nhiều phó bản như vậy, oán hận của Nguyệt Trung Nguyên đối với Diệp Tu cũng đã phai nhạt, chỉ cần thành công hại chết tên kia một lần là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng sau khi biết tên này là đại cao thủ, đối phó với hắn sẽ chịu áp lực rất lớn, oán niệm trong lòng Nguyệt Trung Nguyên bị kích thích trở lại. Thứ cảm giác này chính gã cũng không rõ, hâm mộ, ghen tị, căm hận cái gì cũng có. Đang muốn mở miệng nói kết quả thấy được đám anh em của mình đều đang ngắm nhìn quân mạc tiếu đánh quái, trong miệng không ngừng khâm phục. Nguyệt Trung Nguyên vội vàng chuyển qua nhìn, mới phát hiện trong huyệt động nhìn nhện này, kỹ thuật mạnh mẽ của tên kia mới thể hiện rõ ràng. Tiểu quái bên rừng rậm cách lâm quá yếu, quân mạc tiếu công kích lại cao, quái diệt quá nhanh dĩ nhiên sẽ không nhìn ra gì, boss máu dày, nhưng cả đám cùng giáp lá cả nên cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy hắn đứng đấy một mình đấu với nhìn nhện máu còn dày hơn, trình độ và kỹ thuật càng thêm rõ rệt liên kích đã đánh đến 17 cái rồi, từ lúc bốn kích liên hoàn trên không xong vẫn chưa từng ngắt quáng. Hình như mượn sức vách tường bắn ngược lại, tiếp đấy lại đánh một cú hất bình thường. Xong cái thiên kích kia tao còn tưởng hắn tiếp không nổi nữa chứ. Đẹp quá mày, ba người bên này không ngừng tán thưởng, khiến Nguyệt Trung Miên cảm thấy rất khó chịu, đang muốn qua nói chuyện, điền thất đã quay mặt nói với gã, nghe tao khuyên, đừng gây với tên kia nữa. Nếu mày bực bội thì bơ hắn đi là được, còn lại cứ để tao nói chuyện với hắn. Nguyệt Trung Nguyên lặng lẽ gật đầu, trong lòng có chút chua sót, gã biết, bọn điền thất đang chuẩn bị lôi kéo tên kia. Cao thủ có trình độ, công hội nào không muốn chào đón chứ? Đem ra so sánh, gã cùng lắm chỉ là một thành viên bình thường ở công hội Nguyệt Luân, sẽ không ai vì gã mà bỏ qua cao thủ như thế này. Đánh thật đẹp, sáu con nhện bị quân mạc tiếu đánh một mạch đến chết, bọn điền thất lập tức vây lại tung hô, những lời ca ngợi này cũng không phải cố ý, bởi vì kỹ thuật của người nọ thật sự không có chỗ chê. Người anh em, Hiện tại mới nhìn ra thân thủ bất phàm của ông a." Điền Thất nói, "Đâu có, tên nào đấy vẫn đáp lại như thế, đối với tán thưởng hay lúc Nguyệt Trung Nguyên hãm hại hắn, tên này luôn chẳng có cảm giác gì. Người anh em là cao thủ của công hội khu khác đến khai hoang sao?" Điền Thất hỏi câu này, nhưng trong lòng cảm thấy khả năng này không lớn, người có công hội sao lại lẻ loi như vậy? Người này tám phần là kẻ đơn thân, không có, chỉ mình tôi. Quả nhiên, thế hả? Vậy mà chưa có công hội? với trình độ đốt đèn lồng còn khó tìm như ông, sao không có công hội nào muốn tranh giành chứ? Điền thất ra vẻ kinh ngạc, khu mới mà còn chưa có công hội. Diệp Tu nói, Điền thất giật mình, khu mới không có công hội, nhưng ở khu cũ trước kia thì sao? Cao thủ như vậy không thể nào vừa bắt đầu chơi vinh quang được. Nhưng người ta không nói, Điền thất đoán có thể mâu thuẫn với công hội trước, nên tức giận chạy sang khu mới chơi. Đây là cơ hội a. À đúng lúc này phải khiến người ta cảm nhận được hương vị gia đình đầy ấm áp từ công hội nguyệt luân của họ ông bạn trước kia ở khu nào điền thất bắt đầu chơi trò vấn đáp tôi đã lâu rồi không chơi hỏi một đằng trả lời một nẻo câu hỏi thứ nhất của trò chơi vấn đáp vừa ra đã kẹt à à điền thất cũng chỉ có thể à à tìm kiếm chủ đề trò chuyện gì để cậy miệng đây điền thất cào tường kết quả đối phương không có hứng thú quá lớn với việc trò chuyện tiếp tục đi trước nhưng mà lần này bọn điền thất lại vây chặt quân mạc tiếu nghiễm nhiên coi hắn là trung tâm của đội ngũ, Nguyệt Trung Nguyên trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng. Có đại cao thủ chấn thủ, phó bản này tiến triển cực kỳ thuận lợi. Bốn người mang theo thuốc giải độc quả nhiên không dùng cái nào, bởi vì quân mạc tiếu sẽ đem thù hận của nhìn nhện kéo hết lên người mình, sau đó nhờ vào cách di chuyển, lăn lộn, nhảy cao thành thạo và kỹ xảo xê dịch né tránh, bốn người thậm chí trầm mê trong kỹ xảo hoa lệ của quân mạc tiếu mà quên đánh quái. Phía trước tôi nhớ có nhiều nhện lắm, giết sạch thì boss đầu sẽ xuất hiện, hơn nữa còn biết phun độc bắn tơ, là chỗ khó của phó bản này. Chúng ta, điên thất vừa mới nói tới chúng ta đã thấy quân mạc tiếu xông lên giết, đành phải sửa lại, được rồi chúng ta lên đi. Chí nhớ của điên thất không sai, trong huyệt động nhìn nhện có rất nhiều tiểu quái, ước chừng có 7 con, ba độc bốn tơ, hơn nữa còn gây thù hận theo dây truyền. mọi người vừa mới lại gần, 7 con nhện đồng thời xông ra. Nhanh lên, điên thất kêu gọi ba người anh em của mình, bản thân hắn cũng không thể không biết xấu hổ đi chỉ huy quân Mạc Tiếu, trình độ người ta cao hơn mình rất nhiều. Nhưng lần này ở đây có tổng cộng 7 con nhện, Điền Thất cảm thấy kỹ xảo của quân Mạc Tiếu cao đến đâu cũng không thể kéo hết tất cả thù hận, dù sao hiện tại mới chỉ cấp 10, không có kỹ năng lan kéo thù hận A. Cho nên hắn kêu gọi mọi người cùng nhau sông lên, chia sẻ áp lực với quân Mạc Tiếu. Kết quả nghe một tiếng soạt, chiến mâu trong tay quân Mạc Tiếu vung lên, trực tiếp vẽ ra một vòng cung lớn, bốn con nhện cùng nhào đến, hai con tấn công hai con bắn tơ quân mạc tiếu nhảy về sau tránh được hai mạng nhện rồi xoay người trên không cùng lúc đấy chiến mâu trong tay lại vung lên qua hai tiếng bùm bụp thì hai con nhện phía sau cũng trúng đòn sau khi rơi xuống lại nghiêng người né tránh mạng nhện do một con nhện mới đến bắn tới tung một cái thiên kích con nhện thứ bảy bị văng cao không bắn tơ được nữa bọn điền thất nhất thời đứng vi vu trong gió thằng này là người hả bốn người rất muốn nói câu này nhưng ngại chức năng giọng nói trực tiếp chết tiệt của Vinh Quang, nói ra để người ta nghe thấy thì không hay, ngoại trừ những lời này, thật sự không còn lời nào có thể biểu đạt tâm tình của bọn họ lúc này. Quét ngang 180 độ, hóa, mọi người chỉ có thể dùng phím gõ chữ, giữa không trung xoay người mà vẫn có thể đâm chuẩn xác hai chiêu. Sau khi lăn mình nắm bắt thời gian sử dụng thiên kích rất chuẩn, độ văng đạt lớn nhất. Đây không phải con người, mọi người nhất trí nhận định, những kỹ xảo ở trên đều kết hợp từ những động tác cơ bản, nhưng không phải ai cũng làm được. Ví dụ như 180 độ quét ngang, chẳng qua chỉ là một công kích bình thường, nhưng để quét ngang cần dê chuột, tốc độ dê càng nhanh thì phạm vi càng lớn, ngoài ra cũng liên quan tới tốc độ công kích. Ở giai đoạn cấp 10 này, đánh ra được chiêu quét ngang 180 độ cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm. chương 14, huyệt động nhìn nhện 3, mọi người thật sự muốn cúng bái chết đi sống lại rồi, ngay cả Nguyệt Trung Nguyên không thừa nhận cũng không được, tên này ở cái đẳng cấp vốn không thể làm được như cấp 10 lại dùng kỹ năng ngang tàng của mình kéo cả 7 con nhện, chuyện này vượt quá lẽ thường rồi. Người anh em, kỹ thuật pháp sư chiến đấu của ông thật sự. Quá bá đạo, điên thất lần này không hề có ý lấy lòng, nếu hắn không nói một câu như thế, hắn thật sự sẽ kiềm nén đến nội thương. Ha ha, tạm tạm thôi, quân mạc tiếu bị bảy con nhện bao quanh, đâm bổ trẻ chém, vẫn cứ thành thạo như cũ. Bọn điên thất không thể không biết ngượng đứng xem nữa, cũng xông lên. Bọn họ đều là dân lão luyện, biết khống chế thù hận đúng lúc, sẽ không rối loạn tiết tấu quân mặc tiếu lùa quái, vốn cho rằng bảy tiểu quái rất khó ứng phó, cuối cùng lại dễ dàng tiêu diệt. Nhưng cả đám biết rõ, sự thoải mái này được thành lập dựa trên sự phát huy biến thái của tên nào đấy, không có tên này, căn bản sẽ không có cục diện như thế. Bảy con nhện bị diệt hết, chợt nghe được một tiếng giết kỳ quái, boss đầu tiên rực rỡ ra sân. Mọi người vẫn chưa thấy em nhìn nhện nào, chỉ nghe được tiếng rít, xong thấy một màn sương mù màu tím phun ra. Là độc của nhiên nhện, điên thất hô lớn, màn sương mù màu tím này xuất hiện đột ngột, phạm vi lại rất lớn, có hai người không thể né tránh, vội vàng chạy qua một bên sử dụng thuốc giải độc, dùng rồi vẫn chưa hết kinh hãi, thanh máu cứ ảo ảo tụt xuống như cũ. Sao lại vô dụng, hai người hoảng sợ, thuốc giải độc cấp thấp, Diệp Tu nói, ngóa, hai người đồng thanh mắng, bọn họ cấp thấp chưa từng đến đây, sau cấp cao mới trở về càn quét phó bản sẽ không gặp vấn đề này. Lúc đó đẳng cấp của bọn họ hoàn toàn chèn ép đám quái này, chút độc của chúng cũng không để vào mắt, căn bản không nghĩ tới việc giải độc. Nhưng hiện tại, tỉ mỉ chuẩn bị thuốc giải độc, kết quả trong thời điểm mấu chốt chiến đấu với boss lại không dùng được, đây chẳng phải là chơi xấu nhau sao. Quân Mạc Tiếu phất tay quăng cho hai kẻ máu mỏng bọn họ mỗi người một cái trị liệu, xong rồi phóng ngay về phía boss, đồng thời bắt đầu chỉ huy điền thất và nguyệt trung nguyên không bị trúng độc, Vùng mâu chỉ sang một hướng hô to, Điền Thất đứng ở góc 1 giờ, Tiểu Nguyệt Nguyệt đứng ở góc 4 giờ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Trung Nguyên suýt nữa hộp máu, nhưng hiện tại không phải lúc so đo, Điền Thất không hỏi câu nào đã chạy đến vị trí 1 giờ, Nguyệt Trung Nguyên cũng nhanh nhẹn vào vị trí. Boss số 1 nhảy ra giữa màn xương độc, nó cao lớn mạnh mẽ, to hơn gấp hai lần những con nhện thường. Loại quái vật có kích cỡ to lớn thế này, người chơi muốn chặn đánh rõ ràng dễ hơn so với loại quái nhỏ bé như ám dạ miêu yêu, yêu nhưng to xác thì có ưu thế khác, với loại quái này vô luận là kỹ năng đánh văng lên không hay những kỹ năng làm di rời vị trí của chúng đều bị giảm hiệu quả, giảm nhiều hay ít còn phải xem cụ thể trọng lượng và lực công kích của nó. Boss số một đối với người chơi hiện tại đã là quá khổng lồ, quân mạc tiếu ra chiêu tuy chúng, nhưng không si như gì, hiển nhiên loại công kích bình thường này chẳng tạo được chút hiệu ứng văng xa với nó. Với kinh nghiệm phong phú, Diệp Tu sẽ không bất ngờ với chuyện này, ngón tay liên tục gõ, quân mạc tiếu lại đâm tiếp bốn cái qua. Con nhện to rít lên một tiếng, ngóc đầu phun một màn xương ngủ dày đặc qua, quân mạc tiếu sớm đã xoay người nhanh chân chạy mất. Boss này tuy kích cỡ lớn, nhưng hành động tuyệt đối không chậm hơn nhện thường mà lực nhảy và còn hơn người, nhảy lên muốn thái sơn áp đỉnh quân mạc tiếu. Quân mạc tiếu xoay người lăn tránh, bị gọi là tiểu nguyệt 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 trung nguyên đứng cô đơn một bên, ế, mày bảo tụi tao đứng đã rồi tự chơi một mình hả? Hai ông bên kia, một ông đi đến vị trí 7 giờ, ông còn lại đi đến vị trí 9 giờ. Diệp tu kêu lên, Khoảng cách bao nhiêu, hai người vừa chạy vừa hỏi, bán kính 2 mét, Diệp Tu nói, sau khi hai người đứng vào vị trí, bốn người đã đứng thành một vòng tròn, đối mặt nhau mà không biết rốt cuộc đang làm gì. Nhìn hắn vẫn một mình đánh boss, chẳng lẽ đang sắp xếp chỗ ngồi để bọn họ ngồi xem biểu diễn. Quân mạc tiếu né trái né phải, dẫn theo boss chạy về phía bên này, bốn người vội vàng chuẩn bị nghinh chiến, boss vào lúc này lại đột nhiên nhảy lên, nhảy rất cao, sắp rơi xuống để bẹp nguyệt trung nguyên, Nguyệt Trung Nguyên vội vàng tránh ra định trốn mất, kết quả nghe được Diệp Tu kêu lên, đừng nhúc nhích. Báo thù, tên này đang mượn cơ hội báo thù mình đây. Nguyệt Trung Nguyên chỉ thấy trong lòng đã rõ, không chút suy nghĩ bơ luôn Diệp Tu, lăn một cái tránh ra, kết quả ngẩng đầu lên nhìn, quân Mạc Tiếu đã sớm dùng một chiêu thiên kích đâm một phát vào bụng boss. Kỹ năng chuyên đánh văng thiên kích này mạnh hơn so với công kích thường rất nhiều, nhện ta chúng chiêu, bị chặn trên không, hướng di chuyển đã bị rời. Tuy hiệu quả đánh văng của thiên kích không nhiều, nhưng bản thân quái đang lơ lửng, dẫn đến hướng bay thay đổi, lúc rơi xuống đã rơi vào giữa vị trí bốn người đang đứng. Điền thất đá trước, vị trí 9 giờ đâm liên chấp, vị trí 7 giờ đánh lui, tiểu nguyệt nguyệt mau về vị trí. Diệp tu cùng tổ đội vào phó bản với họ đã lâu, sớm thấy rõ kỹ năng nghề nghiệp mà họ đã học, lúc này bố trí xong bao vây cả kỹ năng dùng thế nào cũng chỉ huy luôn. Điền thất xông lên đá trước, đó là kỹ năng của nhà quyền Pháp, có tác dụng đẩy quái lùi về sau, với boss lớn tuy bị giảm hiệu quả, nhưng vẫn có thể khiến nó dịch chuyển một chút. Người chơi ở vị trí 9 giờ lúc này cũng đã đánh ra một chiêu đâm liên chấp, kỹ năng kiếm khách này cùng với đá trước của Điền Thất là cùng một dạng, boss vừa bị đá đến lại bị đánh văng, đến lúc này, người có kinh nghiệm đã hiểu ý đồ của Diệp Du. người chơi ở vị trí 7 giờ không chút lơ là đón lấy, cho một cái đánh lui. Kỹ năng của người này là kỵ sĩ, ý nghĩa nhìn tên là biết, hiệu quả kỹ năng rời vị trí của người này là ưu tú nhất trong đám. Nhưng Boss bị đánh lui đến vị trí 4 giờ lại không có người tiếp, đây vốn là vị trí của Nguyệt Trung Nguyên, bởi vì nghĩ Diệp Tu muốn hại chết mình nên đã trốn sang một bên, lúc này tuy đã trở về, nhưng không kịp rồi. Tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Tu muốn dựa vào những kỹ năng và vị trí này làm Boss văng tới văng lui như đánh bi ra, suy nghĩ này trái lại nhìn chuẩn điểm mạnh và kỹ năng của bốn người bọn họ. Điểm mạnh của họ là gì? Quen thuộc A, bốn người bọn họ đều là bạn bè từ khu cũ qua, ăn ý với nhau, có thể phối hợp. Thế nhưng hiện tại, tình huống khó khăn lắm mới tạo ra được lại bởi vì Nguyệt Trung Nguyên mà bị hủy trong chốc lát, ngay cả bọn điền thất cũng hơi mất hứng. Ngay khoảnh khắc sắp thấy Boss lọt khỏi vòng vây, thân ảnh quân Mạc Tiếu đột nhiên xuất hiện ở vị trí 4 giờ. Cả đám ngơ ngác, quân Mạc Tiếu vốn đứng ở vị trí 11 giờ, căn bản không thấy hắn di chuyển, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mọi người nhìn về phía 11 giờ, phát hiện nơi đó cũng có một tên quân Mạc Tiếu. Vờ lờ, điên thất giật mình, Kỹ năng cấp 10 của ninja, thuật phân thân, chương 15, huyệt động nhìn nhiệt 4. Thuật phân thân là một kỹ năng dùng để mê muội đối thủ, chẳng qua đối với những người chơi có kinh nghiệm phong phú thì rất dễ nhìn thấu thật giả. Tác dụng này ảnh hưởng khá rõ rệt đến NPC, còn khi chiến đấu với người chơi khác, thuật phân thân trái lại là một kỹ năng thường bị ninja sử dụng như kỹ năng dịch chuyển tức thời. Quân Mạc Tiếu lúc này chính là như vậy, người giả đứng tại chỗ, người thật của hắn lại lợi dụng thuật phân thân nháy mắt di chuyển đến vị trí 4 giờ vốn do Nguyệt Trung Miên nắm giữ. Cả đám vẫn còn lo lắng, bởi vì Pháp Sư chiến đấu ở cấp 10 chưa có kỹ năng thay đổi vị trí như họ, quân Mạc Tiếu làm sao đẩy boss nhện trở về đây. Mọi người nhanh chóng nhận ra bản thân đã quá lo lắng rồi. Quân Mạc Tiếu không có kỹ năng nhưng hắn có kỹ thuật. Một chiêu thiên kích treo boss nhện lơ lửng trên cao, tranh thủ lúc này, một chiêu liên chấp quang ra, boss nhện chúng hai phát bị đẩy về phía Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Nguyên lúc này đã đứng ở vị trí 11 giờ nơi mà phân thân của quân Mạc Tiếu vẫn đang đứng. Lúc này Nguyệt Trung Nguyên vô cùng xấu hổ, gã còn hy vọng quân Mạc Tiếu có thể mở miệng mắng gã mấy câu ngay bây giờ, kết quả tên này chẳng nói gì, chỉ chuẩn xác ném boss sang mà thôi. Nên làm gì Nguyệt Trung Nguyên rất rõ, tiếp bằng một chiêu đâm liên chấp, nhện bự lại bị đá thêm cái nữa. Nguyệt Trung Nguyên chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận sự chỉ trích của mọi người, kết quả lại nghe mọi người la to, xuất huyết. Bị xuất huyết không phải người mà là boss nhện trạng thái xuất huyết này cũng không phải chỉ một chiêu công kích thông thường là có thể tùy tiện đánh ra hoặc do vũ khí kèm hiệu ứng này hoặc kỹ năng kèm hiệu ứng này trước mắt không có vũ khí của ai kèm hiệu ứng này nhưng kỹ năng kèm hiệu ứng này thì có liên chấp liên chấp của pháp sư chiến đấu thế nhưng xuất huyết của liên chấp là một hiệu ứng ẩn không ảnh hưởng bởi tỷ lệ xuất hiện mà do chính người chơi tự mình đánh ra phương pháp đánh ra chính là để hai cú đâm liên tiếp của liên chấp hoàn toàn trúng một vị trí ý của chúng một vị trí không phải hai cú đều đâm trên cánh tay là được. Mà là, lần thứ nhất phải đâm ở đây một lỗ, lần thứ hai phải đâm ở kia một lỗ. Sau khi làm được, trạng thái xuất huyết mới có tỷ lệ xuất hiện, tỷ lệ này là bao nhiêu, vì hiệu ứng ẩn nên không hề có số liệu hiển thị, sau khi người chơi thí nghiệm thử, ước chừng khoảng 50%. Tỷ lệ này khá cao nhưng điều kiện đầu tiên phải hoàn thành được tất cả thao tác đã. Nếu thao tác này trên người một mục tiêu đứng yên thì rất dễ dàng, còn với đối thủ không ngừng chuyển động trong thực chiến, nhất định phải nhanh tay lẹ mắt. Trong vinh quang có rất nhiều kỹ năng có hiệu ứng ẩn cần nhờ thao tác dũng mãnh để đánh ra như thế này. Nếu xuất huyết do một người bình thường dùng liên chấp đánh ra, có lẽ đám điền thất sẽ cho là may mắn. Nhưng khi Diệp Tu dùng quân mạc tiếu đánh ra, bọn họ lại nhất trí cho rằng đấy là kỹ thuật. Đối với thao tác của Diệp Tu, cả đám đã triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Không chỉ thao tác, sự khống chế vây giết boss và khả năng chỉ huy đoàn đội cũng không chê vào đâu được, Người này không phải cao thủ bình thường mà là cao thủ của cao thủ. Điền Thất đã thấy hơi ngại khi lôi kéo Diệp Tu rồi. Bởi vì công hội Nguyệt Luân của họ trong vinh quang thật sự không nổi trội, đứng ngoài hạng 50 trong thần chi lĩnh vực, không hề nắm giữ kỷ lục phó bản nào. Một công hội tầm thường như vậy, chính Điền Thất cũng cảm thấy không xứng với tài nghệ của người ta. Những người còn lại không biết có phải đều nảy sinh cùng suy nghĩ với Điền Thất hay không, tóm lại tất cả mọi người chỉ lặng lẽ ra công kích. Trong quá trình khó tránh khỏi những sai sót nhỏ, nhưng Diệp Tu luôn lên tiếng nhắc nhở kịp thời, nên không có họa lớn nào, trải qua một thời gian có kinh sợ nhưng không hề nguy hiểm, boss đầu cứ thế bị giết. Kiểm sát thì rơi ra ba món đồ lam, mọi người không hề để tâm đến trang bị cấp thấp, dù sao thoáng chốc cũng sẽ vứt bỏ, chẳng qua cả đám lúc này đều nhất trí yêu cầu quân mặc tiếu nhặt, Nguyệt Trung Nguyên tuy không nói chuyện, nhưng cũng lặng lẽ chọn bỏ quyền. Diệp Tu nhìn thử, là một chiếc đai lưng cấp 10 không quá xịn, mọi người đều vứt bỏ, hắn cũng không khách khí, tiện tay nhặt rồi đổi lấy, tiếp tục đi về phía trước. Sau đấy đều cùng một cách đánh, boss số 2 thuộc loại bắn tơ tấn công từ xa, điểm phiên phức là thường bắn tơ lên vách hang rồi từ đấy nhảy xuống giả làm Spider-Man. Dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, năm người vây nó vào góc. Lần này không chơi bi ra nữa, chuyển sang thay phiên sử dụng kỹ năng có hiệu ứng gây đông cứng, boss số 2 cứ thế mà cứng đến chết dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, không thể bắn tơ khỏi miệng được nữa. Sự sùng bái của cả đám đối với Diệp Tu càng thêm sâu đậm. Người này là MT của họ, là chủ lực công kích, thỉnh thoảng giúp họ trị liệu, đã vậy còn bố trí chiến thuật, thực hiện chỉ huy. Bốn người đã không còn lời nào để nói, chỉ còn sùng bái sùng bái và sùng bái. Đại boss nhền nhện vương của huyệt động nhền nhện cũng là một điểm khó sơi của phó bản, đặc điểm của nó ngoài việc kèm theo hai em tiểu boss nhện bên cạnh, còn có thể vừa bắn tơ vừa phun độc. Tám cái chân lông lá sù xì, hoa văn trên da bụng sen kẽ từng tầng, Kích cỡ lớn hơn hẳn một số so với hai bé boss khiến người ta càng thêm ghê tởm. đối mặt con boss cuối cùng này đám điền thất lại chẳng lo lắng gì bởi vì họ biết rằng dưới sự chỉ huy của quân mạc tiếu giết cái con hai hợp một kia không thành vấn đề kết quả vẫn bất ngờ nhưng không có hiểm nguy như họ dự đoán con hai hợp một nhền nhện vương này chẳng qua chỉ mập hơn so với boss số một số hai thôi cần thêm chút kỹ xảo mà thôi diệp tu chỉ huy bốn người khống chế chung quanh cuối cùng thuận lợi đánh chết nó giết lần đầu lúc này hệ thống thông báo rõ ràng đang đề tên bọn họ. Nguyệt Trung Nguyên, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiền Sinh Ly, Quân Mạc Tiếu, người chơi đầu tiên phá bản huyệt động nhìn nhện. Bốn người Điền Thất từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng quá đỗi. Cả đám thăng cấp không tính quá chậm, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân có thể đoạt được phần thưởng người đầu tiên phá bản huyệt động nhìn nhện. May mà có đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu, nếu không sẽ không thuận lợi như thế. Ngoá, đồng thời lúc này, trong huyệt động nhìn nhện tại thôn Tân Thủ, năm người nào đấy vừa nhìn thấy hệ thống thông báo thì chăm miệng một lời thốt lên. Trước mặt họ, Boss nhìn nhện vương rốt cuộc chỉ còn một lớp máu mỏng, không quá 10 giây là có thể nắm xuống, nhưng bấy giờ, bọn họ vẫn thua ở 10 giây này. Hối hận, không cam lòng, năm người ảo tưởng nên vô số nếu như có thể bù đắp 10 giây này, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Họ mang theo khí thế hào hùng, chuẩn bị giúp công hội nhà mình giành lấy tất cả lần đầu phá phó bản ở khu 10 kết quả mới giết đến phó bản thứ hai, lần đầu đã rơi vào nhà người khác. 10 giây, thua chỉ 10 giây, quân mạc tiếu, đây không phải đứa đầu tiên giết ám dạ miêu yêu sao. Nhìn nhện vương đã ngã xuống, năm người cũng thuận lợi qua cửa phó bản nhưng không hề vui sướng chút nào. Hình như là hắn, tên này có lai lịch gì, lên thông báo hai lần, Lam Hà, giống ông đấy. chương 16, Boss Lãnh Chúa 1 Lam Hà này chính là người chơi Lam Hà đã hai lần lên hệ thống thông báo như quân Mạc Tiếu, lai lịch của cậu ta cũng không nhỏ, là người của một trong ba công hội lớn nhất hiện nay của Vinh Quang Lam Khê Các. Nhân vật ở thần chi lĩnh vực là kiếm khách Lam Kiều Xuân Tuyết, một trong năm đại cao thủ trong Lam Khê Các. Chẳng qua người chơi thâm niên đều biết rõ, đằng sau những công hội hàng đầu như Lam Khê Các đều có câu lạc bộ chuyên nghiệp chống lưng, năm đại cao thủ đấy vẫn chưa phải những kẻ đứng đầu cuối cùng, phải là những cao thủ chuyên nghiệp trong chiến đội ẩn sau câu lạc bộ. Sau lưng Lam Khê Các là chiến đội thuộc câu lạc bộ Lam Vũ, cao thủ đứng đầu đội tên là Hoàng Thiếu Thiên, tài khoản giả dạ Vũ Thanh Phiền, nghề nghiệp kiếm khách, trong vinh quang được vinh danh kiếm thánh, là một nhân vật nổi danh như đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Khu 10 mở cửa, Lam Hà dẫn đầu Lam Khê Các mang theo một đám người chơi đến khu mới khai hoang, giúp công hội phát triển thế lực tại đây, thu hút đám ma mới. Không phải nhân vật của một trong ba công hội lớn nhất cũng sẽ không hào hùng muốn chiếm chọn kỷ lục phó bản ở khu mới thế này. Ai ngờ vừa đụng tới phó bản cấp 10 huyệt động nhìn nhện thôi thì kế hoạch đã tuyên bố liền chết nhiều mà còn chỉ kém 10 giây. Đám anh em buồn bực, tâm trạng của Lam Hà cũng chẳng tốt nổi. Quân Mạc Tiếu, bàn về cái tên này, Lam Hà và mọi người cùng mờ mịt. Chiến trường tranh đấu của các công hội có đẳng cấp như Lam Khê các nhà họ chủ yếu là ở thần chi lĩnh vực. Đấu đá nhiều năm, nhà nào có nhân tài nào đều nắm rõ ràng. Lần này phái cao thủ nào qua khu 10 khai hoang cũng thăm dò cả rồi, tình báo nắm giữ không hề ít. Cái tên quân Mạc Tiếu này không hề nằm trong danh sách thăm dò của họ, Chẳng lẽ là cao thủ nhà ai trộm mở tài khoản khác vào? Bốn người đi cùng hắn có tin tức gì không? Lam Hà hỏi lên, "Không có, anh em đồng thanh, liên hệ anh em phân bố ở mấy thôn khác hỏi thử, xem có biết gì không?" Lam Hà nói, "Do sự phân bố ngẫu nhiên ở thôn Tân Thủ, các nhân vật ở Lam Khê các đi qua cũng không trùng hợp tụ lại một chỗ như vậy, mọi người vẫn ở yên đấy phát triển, vừa tự mình thăng cấp vừa đào móc những người mới có tiền đồ, đợi đạt cấp 20 cấp thì rời khỏi thôn Tân Thủ." thành lập công hội mới tụ hội sau. Người chơi Lam Khê Các do Lam Hà dẫn đầu là chỉ huy chính ở đây. Thật ra bất luận công hội lớn nào cũng không nhiều đến mức phân bố khắp thôn tân thủ, hệ thống phân phối ngẫu nhiên nên vốn không chắc chắn. Ngay lúc đám Lam Hà lại gấp rút tiến vào huyệt động nhìn nhện cày cấp, tin tức đang nghe ngóng rốt cuộc có phản hồi. Chỉ là tin tức phản hồi này không những không làm bọn họ hiểu rõ còn khiến cả đám càng trở nên dối hơn. Tin tức phản hồi bảo, bên ngoài phó bản rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ, người tên Nguyệt Trung Nguyên trong nhóm 5 người vừa rồi đã từng spam chỉ trích quân Mạc Tiếu cố ý dở trò cướp boss ẩn trong phó bản. Đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Cả đám nghe xong cực kỳ khó hiểu. Tên quân Mạc Tiếu này trước khi xấu xa cướp lần đầu giết boss ẩn của người ta, tiếp đấy lại cùng người ta tổ đội hoàn thành lần đầu giết huyệt động nhiên nhện. Chuyện kỳ quặc thế này khiến năm thằng lão làng vốn có kinh nghiệm phong phú đều thấy không hiểu nổi. Khoan kiếm lý do đã, tiếp tục luyện cấp, sau cấp 20 sẽ có cơ hội gặp mặt lam hà trầm giọng nói xong tiếp tục dẫn đầu giết chóc bên ngoài rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ bốn người điền thất vẫn đang đắm chìm trong cơn kích động lần đầu phá phó bản không thể kiềm nén được đẳng cấp của bọn họ thua kém rất nhiều so với những cao thủ như lam hà vì vậy đối với chiếm danh đội phá phó bản đầu tiên gì gì đấy cơ bản luôn dừng ở giai đoạn ảo tưởng ai mà ngờ thật sự có cơ hội hoàn thành kích động hồi lâu vẫn không biết nói gì cho phải mà đại công thần quân mạc tiếu của họ thì sao vẫn bình tĩnh chết đi được chỉ thản nhiên nói một câu kinh nghiệm không ít há cao thủ nhờ có ông cả đám điền thất vây quanh quân mạc tiếu cả đám chơi vinh quang đã lâu hôm nay rốt cuộc hiểu được cao thủ hàng đầu là như thế nào cao thủ đứng đầu chính là có thể vì sự tồn tại của một mình hắn mà khiến phó bản vốn làm đám ma mới từ đi đường vòng thành đường thẳng dễ đi thậm chí điền thất còn cảm thấy cao thủ thế này dù có vứt bỏ công hội mà theo đuôi hắn cũng xứng đáng so với sự phấn khởi hết mức của ba người điền thất Tâm trạng của Nguyệt Trung Nguyên bấy giờ khá u ám. Gã nhìn thấy kẻ thù ban đầu trở thành anh hùng trong cảm nhận của đám anh em, mà chính gã vừa rồi còn lòng dạ tiểu nhân khiến anh em có chút kiến nghị với mình. Lúc này không nói gì thì thật sự không nhịn được nổi. Nguyệt Trung Nguyên hơi cắn răng, nhảy đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, "Kỹ thuật của mày rất tốt, tao thừa nhận, nhưng tao thề, sẽ có một ngày tao đuổi kịp mày." "Ông nghiêm túc đó hả?" Diệp Tu cười, "Phải." Nguyệt Trung Nguyên nói một chữ đầy khiêu khích, "Cố lên." Diệp Tu trả lại gã hai chữ rồi bỏ đi. Cái đệch, Nguyệt Trung Nguyên cào tường cào đến điên luôn, mày xem thường tao à? Mày khinh bỉ tao à? Mày cười nhạo tao à? Chẳng phải cao thủ luôn đáp lại khiêu chiến như thế này ư? Mày mẹ nó nói một câu cố lên như người ngoài cuộc là sao hả? Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng lộn xộn nữa. Điên thất đi qua thực hiện việc trần an. Đệch, mày mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Trung Nguyên giận, đánh bản trước đã, đánh bản trước đã. Nắm chặt thời gian cày cấp, hai người mộ vân thâm và thiển sinh ly đi qua kêu gọi, lại vui vẻ chạy về tìm quân mạc tiếu thêm bạn tốt. Móa, thêm bạn không rủ tao, Điền thất cũng vội vàng nhào đến, Nguyệt Trung Nguyên cắn răng, chợt bất ngờ nhận được yêu cầu thêm bạn tốt do quân mạc tiếu chủ động gửi đến. Từ chối, Nguyệt Trung Nguyên rất sung sướng mà từ chối. Nếu hắn lại yêu cầu thì, Nguyệt Trung Nguyên nghĩ ngợi, nhưng nếu như này không hề xảy ra, quân mạc tiếu đã vào phó bản, đám điền thất lần lượt đuổi kịp, một mình Nguyệt Trung Nguyên bị lơ luôn bên ngoài, hồi lâu mới nhận được tin nhắn dò hỏi của Điền Thất Nguyệt Trung Nguyên buồn bực a à, vừa vào phó bản nhìn địch lũ này căn bản chẳng thèm đợi gã giết cả đường rồi mới chợt phát hiện không có mặt gã Nguyệt Trung Nguyên cố ý chạy ra ngoài kết quả tin nhắn của Điền Thất lại bay đến Nguyệt Trung Nguyên vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của anh em ngẫm nghĩ thấy không thể